Con ơi, các con ơi, quay quay này. Trời ơi, Mạnh Quỳnh phi vô của Tiên chạy lên luôn rồi. Cho cô ôm ké. Cô Tiên ôm ké, con ôm ké của Tiên luôn. Cho... Hay quá, cô trời Tiên. Quá đó. Rồi, bây giờ các cô chú bình tĩnh lại xíu để hai con giới thiệu bản thân mình. Hai đứa là anh em với nhau mấy tuổi rồi? Dạ không phải anh em. Không phải anh em luôn. Không phải hả? Giống dễ sợ. Giống giống nhau. Bạn này ở Vĩnh Long, con ở Hậu Giang. Giống một chút rồi. Vĩnh Long, Hậu Giang. Rồi bây giờ cái cô Vĩnh Long này, cô giới thiệu tên cô đi cô. Dạ con tên là Nguyễn Ngọc Trâm, năm nay con 11 tuổi. Ngọc Trâm, Vĩnh Long 11 tuổi. Con tên là Nguyễn Phúc Duy, năm nay con 11 tuổi. Phúc Duy, Hậu Giang 11 tuổi. Chú Thanh Duy, Trà Vinh, xin chào các con. Chào chú. Bây giờ mời cô Thủy Tiên Kiên Giang nè, cô Hai Kiên Giang. Cô Hai Kiên Giang, cô đã bấm rồi mà cô nhìn thấy nửa bài, hơn nửa bài rồi. Ba chú MTV chưa bấm, cô tức dễ sợ luôn, phải chạy cô bấm giùm. Tại vì con quá tuyệt vời đi. Có những cái người á, người ta hát người ta phải dùng kỹ thuật. Có những cái người, người ta hát người ta phải bỏ cảm xúc vào, người ta phải cố gắng tập luyện cái điều đó. Nhưng mà có những người á, họ chỉ cần hát thôi là hay, là bất chấp kỹ thuật, bất chấp cảm xúc, bất chấp hết mọi thứ. Và hai đứa con là những cái giọng ca như vậy. Cô Tiên biết sao không? Đúng ra là chú cũng từ đoạn đầu á. Tại vì lúc tụi con ra là chú nhìn thấy là tụi con rất là nhỏ, không thấy được mặt. Tại vì ánh sáng rất là khó, chú chỉ nhìn được cái dáng tụi con rất là bé. Khi mà con cất giọng lên á, giọng của con gái á, là nó đã chinh phục chú ngay từ câu đầu rồi. Xong đó thì chú biết là tụi con có một nam một nữ, thì chú mới đợi xem là bạn nam sẽ hát như thế nào. Cái điều mà chú muốn chờ đợi nhất là lúc mà tụi con phối hợp với nhau á, chú đang đợi tới lúc đó là chú sẽ bấm ngay tức khắc, mà chú chưa kịp bấm là cô Tiên cô bấm rồi. Hai đứa con hát xinh với nhau, hát đều với nhau từng ly từng tí một, tính tỏ là phải tập rất là dữ đúng không? Dạ. Yeah. Nhưng wow. Mà hai đứa cho chú hỏi thêm câu là ở xa vậy rồi sao mà biết mà tập luyện nhau? Tập qua Zalo. Trời ơi. Sao sao con wow. Anh thấy chưa anh Minh, con nít bây giờ nó công nghệ cao hơn mình luôn á. Con có thể con chỉ cho tụi chú có gì tụi chú tập sửa là chắc nè. Thua rồi đó. Không phải bây giờ hỏi kinh nghiệm của con ơi, cái gì. Con chỉ kinh nghiệm cho tụi chú. Tụi chú tập với nhau ở xa, tụi chú tập với nhau. Rồi rồi, thôi giờ mình làm thử nè. Giờ là con nè, giờ Hậu Giang nè. Rồi. Giờ rồi. Con ở Vĩnh Long nè. Hai con tập qua mạng á, tập sao tập thử coi coi. Alo, bạn Di hả? Giờ bạn Di tập bài Nó Buồn Mẹ Tôi với mình nha. Dạ. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Rồi lúc đó có hai đứa có cãi lộn trên mạng bao giờ không? Dạ không. Không. Rồi, sáp vô, 2, 3, sáp. Mời cô Thanh Thảo. Cô cạn lời luôn hay sao cả cô? Cô lắc đầu rồi. Cô cạn lời ở chỗ là tại vì là cái tiết mục của các con nó hoàn hảo quá. Bây giờ cô không có cái từ gì để nói, mà cô không có cái gì để mà có thể mà diễn tả được, ngoài trừ cái câu là cô thích cái tiết mục của các con quá là quá luôn rồi. Dạ con cảm ơn cô. Em là em thích nhất cái đoạn mà giờ đây mái tóc như mây, là hai đứa làm đúng một động tác là sao? Hai ba. Giờ đây mày tóc mày. Giờ đây mày. Ôi trời ơi. Có à. Tức là con. Thảo nhìn này nè, mọi người có nhìn thấy không? Nếu mà để mà các bé nó quá là chuyên nghiệp, đúng không? Như kiểu là người lớn thì mình sẽ thấy là ủa sao các bé lại bị không đúng cái lứa tuổi của các bé. Nhưng mà hai cái bé này á lại có một cái điều như vậy nè. Trong cái sự chuyên nghiệp nó lại có một cái sự ngô nghê, hồn nhiên, sự hồn nhiên, nó có sự ngây thơ, hát cứ giống như là kiểu là đang trò chuyện vậy, đang nói chuyện với nhau vậy đó, thể hiện cái sở thích của mình là ca hát vậy thôi, rồi cái giọng cất lên vậy chứ không có cố gắng, không có làm gì mà cho mình cảm thấy rằng là nó bị quá cái lứa tuổi và quá cái sức của hai bé. Vì vậy là tụi con làm cho cô cảm thấy thuyết phục. Cô không muốn các con là quá chuyên nghiệp như người lớn thì nó sẽ không đúng với lứa tuổi, nhưng mà các con là thực sự ra là đâu có thiếu độ chuyên nghiệp đâu, nhưng mà là vẫn còn cái sự ngây thơ hồn nhiên trong đó, cho nên là cô mới nói là cô thích các con là vì như vậy đó. Có một điểm rất là hay đó là cả hai đều có một chất giọng y chang nhau. Giống nhau đó, thì Thảo quay qua nói với Vương, ủa sao hát giống nhau quá vậy? Giống nhau, cho nên là khi mà hai con mà hát cùng với nhau tự nhiên thấy giống như là một người hát. Bây giờ là hai con còn nhỏ hát cái giọng là còn giống nhau. Mai mốt hai đứa lớn nữa hát xong ca nữa, con bể giọng rồi là hát được xong ca lam lữ luôn. Là xuất sắc quý vị ha. Nam lữ là gì? Vâng, xin thưa quý vị và các bạn, hai bé đã giành được 3 sự bình chọn của huấn luyện viên. Có nghĩa là
các con đã chính thức bước vào vòng trong của Ai Sẽ Thành Sao Nhí. Chúc mừng các con. Chúc mừng các con. Chú là bị bí rồi, cái này chú này bị bí lời rồi cho nên là ngắt ngang nè. Chúc mừng hai bé ạ. Rồi về mẹ nhiều cánh hoa, thắm sương long lanh giữa núi đồi, giờ giấc mình tình giấc mơ. Gái ba hát hay quá. Nãy giờ con hát bài này ba nghe ba thấy buồn quá. Nãy giờ hát bán được cây nào không con? Dạ ba chưa bán được cây nào. Con lo con hát không có hỏng mời mà sao bán được. Ngồi đây nè. Cơm chay nè. Biết sao kêu cơm chay không? Bởi vì cơm không đâu có cái gì đâu mà hỏng chay con. Nè. Ăn miếng đi nè. Đói lắm ba rồi đó. Ơi. Con biết con ơi. Ba no rồi, con ăn đi. Ba đâu có ăn gì đâu, ba no. Ba mập. Mỡ nó tự hòa tan ra là ba no rồi. Con đừng quan tâm tới ba nữa, nghe không? Con còn nhỏ, con phải ráng con ăn đi. Ăn nhiều vô, thấy không? Đó, ăn đi, giỏi lắm á. Giờ mình nhảy cho nó xum xum để người ta mua xin gông đi ba. Mấy chị bên kia qua đi nhảy rồi con bắt trước. Đâu con học được gì con nhảy ba coi coi. Sao vậy con? Gì vậy? Sao tự nhiên đang nhảy làm gì vậy? Đói quá phải không? Ăn cơm rồi mà. Sao vậy? Có sao không con? Sao vậy? Còn đó nha. Tao có hết hồn hết vía à. Con giỡn vậy ba không chịu nha. Dạ cảm ơn chị. Cháu nó giỡn thôi không có gì hết chị. Anh là. Cô là. Ủa. Cô gì ơi. Cô bị gì vậy? Tôi giúp cái gì cho cô được không? Dạ. Anh ngồi xuống đi. Sao vậy cô? Anh đưa tay ra. Ê. Ủa cô sao vậy? Sao cô gửi cho tôi vậy? Cô đi đâu vậy? Dạ anh tôi đang trên đường tới trường thôi. Cô à. Tôi chạy bên đường, tôi mua hộp sữa cho bé cái mua sữa rồi giọng đây liền nghe nó khóc. Dạ rồi. Dạ. Ê cha thiệt tình á. Trời ơi, khóc thôi nín trời ơi cô kìa. Chờ xíu đi, mẹ mua sữa về cho con uống hiên. Chờ chút xíu ha. Ủa. Sao đi mua sữa gì mà một tiếng mấy đồng hồ đây chị ơi? Trời ơi! Sao kỳ vậy? Trời ơi sao sinh con ra mà bỏ con vậy trời ơi? Nín con ơi, nín con ơi. Bây giờ sao giờ? Thôi. Con nằm đây coi. Tát thế nào mẹ con cũng quay lại đón con à. Nghe con nghe. Rồi, nằm đây nghe. Ngàn lần tôi xin lỗi anh. Tại lúc xưa tôi tốn quá, tôi thấy anh hiền lành nên tôi làm liều như vậy. Hôm nay tôi trở về đây, tôi cũng muốn tìm gặp con tôi. Mai qua gặp anh ở đây. Anh ơi cho tôi hỏi á, là con của tôi ngày xưa.
cái bớt. Con ơi, mẹ nè, gọi mẹ đi, gọi mẹ đi con. Anh ơi, anh nói ba gọi mẹ đi anh. Con à. Ba ơi, con này là ai vậy ba? Hồi nào tới giờ á, con muốn gặp mẹ con lắm phải không? Dạ. Hồi nãy á, ba đứng đây cái tự nhiên ba thấy bà Tiên, ba hiện ra, cái bà nói hôm nay á, bà cho bé Hồng Ân gặp lại mẹ của bé Hồng Ân, thấy chịu không? Cái cô này á, cô là mẹ của con đó. Là gì mẹ? Anh à, tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Thời gian qua anh đã chăm sóc cho con gái của tôi. Anh à, tôi cảm ơn anh. Tôi sẽ dẫn con tôi đi. Đây nè, tôi có một ít tiền, tôi gửi cho anh. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Đủ thiếu gì sau này á, tôi sẽ chuyển cho anh tiếp nha anh. Tôi sẽ dẫn con tôi đi. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi bán con tôi sao cô? Anh à, tôi không nhận số tiền này đâu. Tôi xin anh hãy cho bé theo tôi. Không lẽ anh muốn nhìn tương lai của bé cũng vất vả vất vưởng như anh sao anh? Ăn cái gì đó? Ăn cái gì? Ba nói bao nhiêu lần rồi, ba có để con chết đói không? Tại sao người lạ cho đồ mà dám ăn? Con chê cơm ba mua dở còn không ăn nữa đúng không? Bánh ngon quá. Đúng rồi, đi về với mẹ con đi. Mẹ con giàu có dữ lắm. Mẹ con sẽ lo cho con đi học. Mẹ con sẽ mua cho con cái kẹp đẹp giống như mấy chị chiều chiều tập ở đây nè. Rồi ngày sinh nhật con, mẹ con sẽ mua cho con được cái ổ bánh kem to mà bự lắm. Đi về với mẹ con. Bà không nuôi con nữa. Không, con phải ở với ba. Không cần ở với con. Là nó đi, là đi đi. Đi. Ba đuổi rồi, mình đi đi con. Đi về đi. 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 Con ơi, mưa rồi. Ủa? Con đâu rồi? Có ba đây nè. Ba che áo mưa cho con nè. Không có lạnh nữa đâu nha con. Có ba rồi. Ba hết lạnh rồi. Ừ, con ngoan lắm. Ba thương con nhiều lắm. Con ơi. Con ơi. Con ơi con. Từ nay về sau ba không có bỏ con nữa đâu. Con sao con không đi về với mẹ đi? Hả? Sao vậy? Mẹ con mới tạo dựng được cuộc đời cho con. Đừng ở với ba, đi đi. Con thương ba mà. Con thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức tiết mục Mẹ là đàn ông với phần trình diễn của diễn viên Hồng Trang. Cảm ơn Trang. Con có ba có mẹ đầy đủ phải không? Đúng rồi. Và con cảm nhận được cái hoàn cảnh quy định của một bé mồ côi. Và khi những cái lời con nói, nó rất là thật. Và con phải có một niềm tin rất là lớn vào nhân vật của mình. Thì cái điều này chỉ dành cho người lớn. Khi đã viết được cái lý lịch của nhân vật, mới tìm tòi những cái tâm lý để mà diễn xuất cho khán giả tin đó là sự thật. Thì con có thể nói là một cái bẩm sinh về cái khả năng diễn xuất nó cài đặt sẵn trong con người của con rồi. Phải nói hôm nay phải có một cái niềm tin rất là lớn và rất yêu tiết mục này. Thì Gia Bảo mới có thể biến hóa nó thành cái nhân vật của mình.
Ở đây bạn đã ngẫu hứng mà tôi chắc chắn là tác giả Vương Huyền Cơ không có viết. Đó là ba no rồi, ba mập rồi, ba tự tiêu hóa cái mỡ của mình. Tôi biết đây là riêng dây này là Gia Bảo đã vận dụng vào một cách hợp lý và rất là dễ thương. Và nó riêng, nó không giống ai hết. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch. Không ơn, con còn nhỏ nhưng mà con có được tư duy của một người diễn viên. Bởi vì con hiểu cái nội tâm của nhân vật, con mới diễn được như vậy. Còn Gia Bảo thì thật sự lần đầu tiên chị xem Bảo diễn một cái vai bi, một cái vai mà chịu thương, chịu khó, hy sinh cả một quãng đời thanh niên của mình cho một đứa bé bị bỏ rơi. Chị cảm thấy rất là bất ngờ, diễn rất là sâu. Chúc mừng em, chúc mừng tiết mục này, rất là xúc động. Cảm ơn các vị giám khảo. Vậy thì các cô chú giám khảo sẽ cho bé Hồng Ân của chúng ta bao nhiêu điểm đây? Xin mời chú Hoài Linh. Con muốn nghe con nói đi. Dạ con muốn 4 tỷ điểm. 4 tỷ điểm. Bá tham quá hà. Chú cho con 4 tỷ điểm luôn á. Cái quan trọng là ban tổ chức á, họ có cộng nổi hay không thôi à. Chứ nhiều con muốn nhiều, chú cho nhiều. Giờ con muốn nhiều. Chắc cũng biết nhiều là cao nhất. 100 điểm. Ta 4 tỷ ta hạ giá xuống còn 100 đó chú Linh. 100 điểm bên ban tổ chức cũng không cho. Vẫn còn hơi cao đó con. Cao đó. Cao quá. Mình bớt giá chút nữa đi. Con cũng không biết nữa. Chú gửi con 9.75. 9.75. Mời cô Thanh Hằng. Cô cũng gửi con 9.75. 9.75. Cảm ơn các cô chú giám khảo. Trời ơi, tôi yêu cái giọng nói này quá đi. Rồi, chúc mừng con nghe. Vọng tiếng em xin.
Thưa quý vị, đó chính là Thái Quang Hiểu đến từ lớp nhạc nhẹ. Xin cảm ơn vũ đoàn Phương Việt và nhóm bè Sunrise. Cảm ơn các bạn. Xin mời ý kiến từ các vị giám khảo. Mời cô Đoan Trang. Đến ngày hôm nay trong đêm gala này, cô thấy một Quang Hiểu rất là chững chạc, con hát rất là điềm tĩnh và con rất là tinh tế trong từng cái cách con nhả chữ. Cô rất là thích và cô cảm thấy nổi da gà và muốn ứa nước mắt luôn lúc mà con bỏ cái micro, con gắn vô trong cái cây rồi con ngồi xuống con đỉnh đạt từ từ để mà con solo. Tuy rằng có hai câu thôi bằng đàn bầu mà cô cảm thấy vô cùng ấn tượng. Cô chúc mừng con, rất là hay. Cảm ơn cô. Về mặt cảm xúc và diễn xuất, con làm rất là chuyên nghiệp. Cái điều này không thể nào bé 10 tuổi mà làm được nếu như không có chương trình Thử Tài Siêu Nhí và những người đã hết lòng cho chương trình này. Xin cảm ơn chú Thanh Bạch. Những cái bài con chọn đa số là những bài khó, nhất là cái bài Tiếng Sông Hương. Với cái hòa âm như thế mà con vào, nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng tình cảm, là chú thấy cái cảm âm của con nó tốt. Chú chúc mừng con buổi đêm gala này. Con đã thật sự tỏa sáng và con đã cống hiến cho khán giả một cái tiết mục rất là tuyệt vời. Cảm ơn chú. Chúc mừng Quang Hiểu. Sói ca lúc nào cũng là sói ca trong lòng của chú. Cảm ơn chú Hoài Linh. Chúc mừng Thái Quang Hiểu.
nhớ cho nhau biết bao ân tình nỗi niềm mến thương. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức tiết mục ca cảnh duyên nghiệp cầm ca với Quách Phú Thành và tất cả các anh chị em trong lớp dân ca cải lương và vũ đoàn Chuông Gió. Cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn các con nha. Trời ơi, phải nói là một tiết mục quá hay, bởi vì nói lên được cái tâm của những người làm nghề, đặc biệt là với bộ môn cải lương. Xin mời ý kiến từ nghệ sĩ Thanh Hằng. Ánh mắt con nó sáng rực lên trong cái cách diễn của con, trong cái lời ca. Cô rất là hãnh diện. Sau đêm nay, sau cái ngày gala này thì cô cháu mình không biết dịp nào để gặp lại, nhưng cô hy vọng rằng xa thêm nữa, xứng danh là một cái danh từ mà cô đã đặt cho con là nghệ sĩ. Cô cảm ơn con nhiều lắm. Cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Ngay cái ngày đầu tiên cho tới bây giờ, con đã thực sự lột xác. Và cái sự lột xác đó, chú nghĩ là qua cái sự trui rèn của ông Năm và cái sự đam mê của con đã làm nên một Quách Phú Thành ngày hôm nay. Và chú hy vọng rằng với cái niềm đam mê của mình, con mãi mãi đốt cái ngọn lửa đó cho nó cháy bùng lên. Một ngày nào đó khi chú già chống gậy thì chú nghĩ là vẫn nhìn một kép Quách Phú Thành đứng trên sân khấu, một kép Quách Phú Thành được mọi người yêu thích. Và chú hy vọng điều đó, bởi vì nhìn cái ánh mắt của con, chú thấy đầy sự đam mê và đầy cái tự tin khi con biểu diễn. Cảm ơn Quách Phú Thành. Cảm ơn chú. Chúc mừng con Quách Phú Thành nha. Con còn muốn chia sẻ gì với mọi người nữa không? Qua chương trình này con học hỏi được rất là nhiều. Sống tấm bạc bao ngày
tuổi thơ. Sông chở phù sa, sông chở nước ngọt về đây cho đồng lúa thêm xanh, cho cây lành trái ngọt, cho những đêm trăng sông nghiêng mình lấp lánh như ánh mắt quê hương luôn khát dòng thưa quý vị, tiết mục ca cảnh Chảy đi sông ơi với sự góp mặt của các thành viên trong lớp dân ca cải lương, dân gian đương đại và vũ đoàn Chuông Gió. Cảm ơn tất cả các bạn. Rồi bây giờ chúng ta giới thiệu tên mình là một lần nữa cho tất cả quý vị khán giả nhớ nha. Dạ, con tên là Lê Thi Wendy ạ. Wendy. Dạ, con tên là Nguyễn Trương Thế Thanh ạ. Dạ, con tên là Huỳnh Đặng Ngọc Tâm. Dạ, con tên là Quỳnh Triệu Phú. Dạ, con tên là Lê Ngọc Thanh. Thưa quý vị, mỗi một thành viên trong lớp của ông Năm đều có những cái thế mạnh khác nhau. Và qua từng phần thi thì ông Năm luôn luôn đẩy những cái bé mà có những cái tài năng, những cái điều đặc biệt nhất, tôn vinh cái điều đó lên để cho các bé thực sự tỏa sáng. Và hôm nay là một sự kết hợp tuyệt vời của các thành viên trong lớp dân ca cải lương, dân gian đương đại. Một tràng vỗ tay dành cho tất cả các bé. Xin mời cô Thanh Hằng. Cái gala đã đến rồi thì bây giờ là cô cũng không... có lời gì để mà nói hơn nữa là tạm chia tay các con, mà chúc các con luôn luôn lúc nào cũng học giỏi ngoan, càng ngày càng tiến bộ thêm nữa, càng đam mê bộ môn nghệ thuật cải lương này nữa, thì các con phải học cho thật giỏi để kiến thức của mình thật là tốt hơn nữa, để các con bước thêm một bước nữa. Nếu mà có cơ duyên để gặp lại nhau thì cô hy vọng rằng năm sau mùa thử tài siêu nhí năm sau cô sẽ gặp lại các con và cùng các vị giám khảo ở đây nữa. Xin chân thành cảm ơn các con rất nhiều. Cảm ơn. Bữa nay là đêm gala, tụi con đã biểu diễn hết mình. Và chú thấy là bữa nay ông Năm đã chia ra cho các con hát những cái sở trường của mình. Và các con đã làm rất là tốt về cái phần đó. Và một cái điều mà chú cảm thấy rất là vui và rất là hãnh diện về cái lớp của ông Năm, đó là một cái sự đoàn kết. Cái sự đoàn kết đó được thể hiện... rất là rõ ràng từ những cái phần thi của các anh chị em ở trong đội. Có lẽ là khó có cái đội nào mà được như vậy. Chú nghĩ là riêng bản thân ông Năm thôi làm một cái đoàn cải lương lại được rồi đó. Và chúc các con được sức khỏe và càng ngày càng tiến bộ hơn, và nhất là càng yêu thương nhau nhiều hơn. Xin cảm ơn nghệ sĩ Hoài Linh. Và bây giờ Thế Thanh ơi, con là anh hai của gia đình đúng không? Anh hai của tất cả các em ở đây. Thì con sẽ đại diện tất cả các anh em nha. Con có đôi điều chia sẻ với tất cả quý vị khán giả nè, ban giám khảo và ông Năm của mình.
Con cũng không biết nói gì hơn là xin cảm ơn tất cả mọi người, tất cả quý vị khán giả đài truyền hình đã tạo cơ hội cho anh em tụi con được gắn bó yêu thương nhau hơn. Và con mong sau chương trình này thì còn tụi con cũng sẽ còn rất là nhiều cơ hội gặp nhau, gặp lại những anh em rất là yêu thương nhau và gặp lại ông Năm, một người thầy tụi con rất là yêu thương. Cảm ơn tất cả các con nha, và chúc cho các con sẽ thực hiện được những gì mà các con mong muốn, những ước mơ của các con sẽ trở thành hiện thực trong một ngày gần nhất. Một tràng pháo tay dành cho các học trò nhí của nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Chúc mừng Bình Tinh với cô học trò mới của mình. Xin chào ban giám khảo và quý vị khán giả. Con tên là Ngô Lê Tuyết Nhi, năm nay con 9 tuổi. Con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Con xin trình bày ca khúc được mang tên Hình Bóng Quê Nhà. Cô chú giám khảo và quý vị khán giả nhớ ủng hộ con nha. Tía ơi! Tía ơi tía! Hai má con gì? Thăm tía nè tía ơi! Ông ngoại! Đứa trời nào ở trộm ngoài đó vậy bay? Con là tía! Con đứa nào? Trời đất ơi, thiệt tình á, đâu đứa nào? Khổ ghê vậy. Ông ngoại! Trời đất ơi, cha bay vậy hen. Trời một năm nay rồi bay mắc mớ gì, không có thư từ gì hết trơn cái chỗ vậy? Trời, cho tía bất ngờ mà. Bất ngờ ghê hen. Trời đất ơi, lâu ngày gặp lại cháu ngoại có trụ chua chua ông bá. Một năm này không có gặp nó, nhớ không thiếu điều muốn vớt nước mắt với nó vậy đó. Ủa nó nghe nè, sao ở trên thành phố mà cũng bà ba giấu giống ông ngoại dữ vậy bay? Hình bóng quê nhà lúc nào cũng nằm trong tim con đi nè. Lúc nào cũng nằm trong tim ha. Vậy chứ con còn nhớ cái gì ở quê mình nói ông ngoại nghe coi. Con còn nhớ lũ chơi làng nè. Con nhớ cái áo bên nhà bà Bảy nè. Con nhớ rặn bí nè. Con nhớ cái hàng dừa xanh nữa nè. Trời nhiều dữ vậy đó hen. Dạ. Thôi bây giờ về đi. Đi đường xa mệt. Hai mẹ con bay vô trong rồi coi rửa mặt rửa mày rồi đi. Rồi cái ông ngoại đi ra mấy cái luống rau đó hen. Hái mấy cái đọt bầu, đọt bí rồi kia về luộc lên. Rồi chấm nước chấm của ông ngoại làm ngon. Ba cháy bù chét luôn. Thôi. Ông ngoại á, vô nhà nghỉ đi. Mẹ cũng vô nhà nghỉ luôn đi. Dạ. Mấy cái chuyện mà hái rau đó. Là đối với con là chuyện nhỏ xíu à. Con nhỏ xíu luôn em. Dạ. Mằng được em. Dạ được. Nhưng mà mấy cái luống rau, mấy cái clip đồ này kia là ông ngoại đó bồi đắp nó lên hết trơn ở chỗ rồi. Rồi sao con biết được cái chỗ nào là rau này, rồi chỗ này là rau kia? Sao con nhớ được? Hình bóng quê nhà lúc nào cũng nằm trong tim con đi nè. Cha bay gì cũng hình bóng quê nhà. Vậy là mần được hen. Dạ được. Rồi vậy mần cho ông ngoại coi thử hen. Dạ. Rồi thôi bay vô coi vô trong người nghỉ ngơi đi hen. Dạ. Làm nghe hen. Dạ. Đi vô đây tiếp. Đây đó ta nãy vô rửa mặt rồi đi hen. Thank you.
Cảm ơn con. Con đã hoàn thành phần thi của mình rồi, tốt lắm. Bây giờ thì nghe các cô chú nhận xét nha. Cô Việt Hương thấy sao ạ? Ông ngoại với mẹ của con hỗ trợ cho con rất là tốt. Ông ngoại dễ thương lắm. Con là có sắc nè, có thanh nè, có hát rất dễ thương, hát hay, tròn vành, rõ chữ. Cái câu đầu tiên của bài hát ít ai biết lắm mà. Tại vì cái câu đầu tiên là: về tới đầu làng con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng. Con chim sáo không bao giờ hót. Đố trên đời này mua được con chim sáo mà nó hót được. Nhưng mà bởi vì cố nhạc sĩ Thanh Sơn dùng cái chữ chim sáo cho nó gần gũi với làng quê, và dùng cái chữ hót vang, nghĩa là cố nhạc sĩ Thanh Sơn thừa biết con sáo nó hát không được, nhưng mà đưa vào nhạc cho nó có hồn. Nhưng mà đây một bài hát kinh điển, đi vào lòng người. Nhiều năm qua, phần trình diễn của con chú thích. Cái mà cô thích ở con á là cái phần âm thanh của con rất là đều, từ nốt thấp cho tới nốt cao. Chính vì cái âm thanh của con đều cho nên con đi tới cuối bài hát tạo một cái cảm giác nó tròn trịa. Thì với một cái sự trình diễn vừa rồi tròn trịa và cô không có chê vào đâu được, thì đối với cá nhân riêng của cô khó mà đánh rớt con lắm, cho nên cô cho con một vé vào vòng trong. Cảm ơn cô Đăng Trang. Và bây giờ thì cô Hằng. Đúng như cái chất giọng con ca dân ca, có cái giọng rõ ràng, giọng tốt, giọng sáng. Bây giờ đó, hồi nãy giờ là con nghe hết rồi, con nghe ý kiến của bốn người rồi. Con phải biết, nếu con được đi tiếp, con phải làm gì để chinh phục được khán giả đang xem truyền hình. Ngay bây giờ, chú cho con cơ hội, chú cho con một phiếu. Một phiếu từ chú con lên. Chú. Cô Thanh Hằng thì sao ạ? Cô cho con một phiếu để bước vào. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Như vậy là mình đã đủ 3 phiếu rồi. Con sẽ được... Tôi chưa bao giờ tôi gặp một ca sĩ nào hát nhạc rock mà cái mặt bún ra sữa vậy. Dễ thương quá, nãy giờ con hát là thấy chú Chí Thiện ngồi nhoi nhoi nhảy như nhảy ngựa luôn vậy đó. Tại vì hả, bé vừa có cái phong cách biểu diễn, nhìn cái đầu quả đầu rồi tôi mê rồi. Trời đất ơi, ai làm tóc cho con vậy? Dạ, mẹ con làm. Trời ơi, khi mà đứng mà con giao lưu á thì con lại trở lại một đứa nít rất là dễ thương. Và khi con hát con rất là máu lửa. Chú thích nhất là cái đoạn mà con hát con đang về anh đón nè, rất là biết cách diễn và biết rất biết cách dàn dựng để tiết mục của con hấp dẫn. Con có biết diễn kịch không? Dạ có. Tại vì con lanh quá à, biết làm chủ tình hình sân khấu. Con có biết tại sao mà nãy con hát ngựa ô mà ngựa ô chạy lẹ dữ vậy không? Tại con đâu có hát đâu, con hát không, con chạy quá trời chạy luôn. Dưới đây cô, vì cô còn xém chạy luôn á.
Vậy đó, lúc sau là chịu bức xà luôn, chịu nổi là xét luôn, lên tới tuốt trên trời luôn rồi. Ngựa chạy mất tiêu luôn rồi. Nhưng mà dễ thương không? Nhưng mà diễn tốt quá. Lên sân khấu diễn kỹ thuật máu lửa. Của con máu lửa mà biết cách diễn, biết cách thu hút khán giả lắm. Có duyên nè, đồ mẹ may cho con rất đẹp nè, giọng sáng, có giọng. Nhưng mà tổng thể chưa chắc. Bởi vì sao? Bởi vì mình chưa có bình tĩnh. Cho dù mình hát bài chậm hay bài nhanh, mình cũng phải tập trung, mình cũng phải rất là điềm tĩnh để mình xem mình đang làm cái gì, đang kể câu chuyện gì nha con. Dạ, cảm ơn. Thôi là thất nhịp là rất là uổng, với thêm nữa phát âm phải gọn lại. Có nghĩa là lần sau sẽ quay trở lại con sẽ chắc hơn nha. Ok. Hả? Vậy là cô không chọn hả? Vậy không chọn rồi, giờ cô Dị Hương chọn không cô Hương? Nếu mà con thi kịch á, thì cô chọn, con thi ca thì hẹn con mùa sau. Dạ con kịch được cô. Thì cô sẽ diễn con coi, diễn cái này. Thôi giờ vậy đi, giờ con có thể con diễn một cái đoạn nào đó mà con đã chuẩn bị từ trước rồi cho các cô chú đây coi hay không? Dạ có. Rồi mình thử diễn coi sao. Thằng diễn một bơm mình. Rồi diễn luôn thằng bơm. Mằng việc từ sáng sớm tình mờ tới giờ, tàn ơi nó mệt gì đâu à. Người ta mới có 7 tuổi à, mà cái lão phú ông này bóc lột sức lao động trẻ em dễ sợ luôn. Làm ghét mà bơm tôi càng ngày càng ớn à. Biến đổi khí hậu làm cho đâu đâu cũng nóng quá trời quá đất. Cũng nhờ cái quạt mo này mà con người tôi mới mát từ chân tóc, mát xuống cái móng giò, mát từ trong ruột, mát ra cái mặt tiền. Điện thoại reo. Phú ông. Alo, Phú ông gọi con có chuyện gì vậy? Hả? Đổi quạt. Muốn gì ông cũng chịu. Dạ, ông đổi cho con cái gì cũng được. Nhưng con không lấy ao sâu cá mè, một bè gỗ liêm, con chim đồ mồi đâu nha. Mấy cái đó xưa rồi diễm. Theo câu chuyện là con lấy gói soi hả? Ok, bé chịu. Em lấy lạ nha ông. Không phải một gói, mà là 1000 gói nha. 1000 gói đó, người ta chia cho cả làng, ai cũng được ăn no nê. Còn cái mạt mo này, lão phú ông cứ đem về mà quạt cho mỏi tay đi nha. Bòm đi mua máy lạnh đây. Nhớ nha, đừng khinh thường chỉ khôn của con nít nha phú ông. Rồi, cảm ơn con trai đến đây. À, Bòm vừa mới trình bày thêm một cái khả năng khác của mình, đó là diễn kịch. Cô Việt Hương thấy sao ạ? Chịu hả? Chịu. À, chỉ có điều là giờ nè, bây giờ cho con vô thì không biết là cái đội bên kia, cái thầy các cô giáo, thầy giáo là sẽ cho con đi về cái phần nào. À, phải cho con một cái phần gì mà có chút xíu hát và có chút xíu diễn nữa mới được. À. Thì cái đó là tùy thuộc vào thầy Chí Thiện, thầy chú Lê sao? Thật sự là từ lúc mà con hát là chú đã đồng ý rồi. Tại vì khi mà có những cái khuyết điểm nhỏ thì chú cũng không có phải là quá khắt khe. Nhưng mà đến khi mà con lại trổ thêm một cái tài năng mới thì lúc đó chú lại càng thích hơn. Và chắc chắn con sẽ nhận một phiếu từ chú Quang Lê. Một phiếu từ chú Quang Lê. Dạ con cảm ơn chú. Cô Hương ơi, giờ cô Hương có suy nghĩ lại chưa? Cô chịu đó, cô chịu rồi. Vậy là 2 phiếu rồi. Dạ con cảm ơn cô. Một phiếu nữa thôi, từ cô Đăng Trang hay cô Thanh Hằng đây? Cô Đăng Trang. Cô thấy con có một cái sức hút gì đó. Mặc dù mọi thứ nó chưa có chắc chắn đâu, nhưng con có sức hút. Chúc mừng con, cô sẽ cho con cơ hội. Yeah. Dạ con cảm ơn cô. Cảm ơn cô Đăng Trang. Trời ơi, nãy giờ chú cứ lo là mấy cô chú nó không chọn. Bởi vì chú thích con từ khi con bước ra sân khấu rồi ha. Một cái cậu bé mũm mĩm dễ thương, mặt tròn quay sáng trưng vậy nè mà hát rock. Thì đương nhiên ở tuổi của con vẫn còn một số cái khuyết điểm, nhưng mà không sao đâu, chú Chí Thiện sẽ khắc phục điều đó cho con. Và chú Chí Thiện nhớ nha, hãy tạo ra những tiết mục nào đó mà phát huy luôn cả cái phần diễn xuất của bé nữa. Chạy về với thầy của mình đi con.
Cảm ơn tiết mục khách mời của bé Vân Phú Thành, quán quân thử tài siêu nhí mùa 1. Và ngay bây giờ, hãy đến với thí sinh đầu tiên của đêm nay. Rồi, có chút chéo nữa rồi. Trời, cưng quá vậy, chút chút chéo rồi. Cưng quá anh Thiện ơi. Con xin chào ba giám khảo, con tên là Thiều Nguyễn Vĩ Dạ. Con 6 tuổi, con đến từ Đắk Lắk. Hôm nay, con sẽ giới thiệu về Tây Nguyên đầy nắng và gió. Ông vang cồng chiêng những vũ điệu lạ lùng, chắc hẳn quý vị và các bạn đang tự đặt câu hỏi rằng mình đang ở đâu đây. Hôm nay chương trình du lịch bốn phương sẽ đưa chúng ta tới tham quan và khám phá vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió. Địa điểm dừng chân đầu tiên của chúng ta là mảnh đất Đắk Lắk hiền hòa và xinh đẹp. Đắk Lắk là một vùng đất rộng lớn với những đồi núi chập trùng, với những dòng sông mang tên vùng đất như là Cà Rông Năng, Cà Rông Na, Cà Rông Bông, Cà Rông Bắt, Cà Rông Búc, vân vân. Đến đây bạn sẽ được ngắm nhìn những vườn cà phê bạt ngàn và được thả hồn cùng màu hoa trắng tinh khiết và được đắm chìm trong làn hương thơm dịu nhẹ của loài hoa cà phê. Mỗi buổi sớm bạn hãy đến những quán cà phê cóc ven đường để nhâm nhi những ly cà phê. Đắk Lắk còn là mảnh đất có nhiều thắng cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, lòng say lòng du khách như là thác Thủy Tiên, thác Rê Rê Sáp, vườn quốc gia Gióc Đôn. Nơi đây còn rất nổi tiếng với những làn điệu dân ca ngọt ngào, thấm đượm tình cảm mộng mạc của người dân tộc bản địa Tây Nguyên. Để minh chứng cho điều này, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Ru Em của người dân tộc Xê Đăng. Xinh quá à. Mấy cô chú ơi thấy sao? Mới có 6 tuổi à, con là một trong những cái gọi là tài năng đặc biệt đó, con biết không? Tại vì á, cái văn nói của con á rất là rành mạch, rõ ràng, không có bị ngọng nghẹo. Và quan trọng là con nhớ từng địa danh ở trên Đắk Lắk chỗ nào, chỗ nào, chỗ nào, chỗ nào, rất là sắc nét. Và cô Việt Hương nghĩ là ở Đắk Lắk nên mời con dẫn con theo làm hướng dẫn viên du lịch nha. Khách sẽ đi rất là đông.
con không cần phải hát ru đâu. Lúc mà con nói xong là em bé đã ngủ rồi. Mà văn ở đâu mà tuôn ra, ai xếp cho con? Con học rất là khó đúng không? Học lâu không? Dạ, 7 ngày là con tập được. 7 được. Ngày 7 ngày là con tiết mục này đó. Dạ, con hát là bao nhiêu ngày? Là nằm trong 7 ngày đó luôn phải không con? Dạ. À, tức là tập trung một tiết mục như vậy là khoảng 7 ngày. Vậy là con nói không là 6 ngày rồi, còn hát có 1 ngày thôi đúng không? Riêng cô Việt Hương rất thích những cái bé tự nhiên, bẩm sinh như con. Một vé cho con. À, cảm ơn cô Việt Hương. Xin mời chú Quang Lê. Con làm chủ sân khấu và con đã dẫn dắt từ một chỗ này sang chỗ kia. Những cái ý chú nói là cô Việt Hương nói hết rồi. Hả? Em có lỗi quá vậy? Không, tại vì hai đứa mình đồng cảm mà. Dạ. Đó, tại vì Lê cũng đóng kịch hay giống như Việt Hương đó. Thôi đi ông bà. Thôi đi ông bà ơi. À, nhưng cho nên chú quyết định rồi, chú sẽ tặng con một vé. Một vé luôn từ chú Quang Lê. Cô Đoan Trang có đồng ý cho con vào trường mình không? Đầu tiên là cô cảm ơn con là đã hát cái bài hát mà lâu ơi là lâu rồi cô mới được nghe lại. Như các cô chú đã nói rồi, con có rất là có năng khiếu, con nhớ dai cho nên cái thoại đầu của con rất là dài. Mà con dẫn dắt mọi người đi hết cái Đắk Lắc luôn á, cái gì mà Cà Rông Đông, Cà Rông Bắc gì đó thuộc hết trơn. Cái gương mặt cũng rất là đáng yêu, tuy nhiên hát vẫn chưa có chuẩn. Rồi hát, cái lời hát con mắt nhìn đi đâu á. Cho nên ta diễn tả nguyên cái Đắk Lắc bự lên chứ bộ. Đắk Lắc là xong rồi, ví dụ như hát về cái cây cà phê thì nhìn con voi vậy đó. Trời ơi, không có voi sao leo lên hái cái cây cà phê. Thì tóm lại là đối với cô là cô mong con phải tập thêm, cho nên cô không có chọn con. Chị Hà, còn chị Hà. Cô nói thật sự là khi mà cô đã xem con bước ra là cô đã có cảm tình với con rồi. 6 tuổi thôi mà nó đứng nó kể nguyên một cái Đắk Lắc, mà cô sợ rằng là khi con bước vào trong nữa rồi con sẽ đảm đang rồi con giờ sẽ gánh được những cái gì nữa, thơ cái đường dài nữa hay không. Nếu chờ vô biết đâu tức một tuần sau giới thiệu thời tiết xong rồi có cái màn hái cà phê nữa chị. Rồi trồng ruộng, làm ruộng bậc thang này kia nữa, rồi nuôi chăn voi này kia cũng được chị. Sợ là khó cho huấn luyện viên để tìm ra cái tiết mục để cho con á. Tùy vào sự quyết định của giám khảo Thanh Hằng. Huấn luyện viên thấy sao? Khi mà bé bước ra là mọi ánh nhìn là bắt buộc là phải nhìn vào bé. Và khi bé diễn cũng rất tự tin. Chú Đại cũng rất thích tiết mục của con. Nhưng mà để mà tìm một tiết mục để mà đột phá hơn cái tiết mục hôm nay thì chú sẽ phải rất là nặng đầu. Nếu mà con được vào tiếp thì chú cũng phải làm mọi cách để tiết mục sau phải hay hơn tiết mục này, để không phụ lòng tin của ban giám hiệu. Dạ, rồi chú Quốc Đại cũng rất là hoa hậu thân thiện. Mời cô Hằng quyết định. Vậy thì hoa hậu thân thiện. Mùa trước thì cô được chú Đại Nghĩa phong cho cô được là một cái người mẹ hiền. Không lý bây giờ cô trở thành đào thị nữa hay sao? Thôi thì bây giờ mùa trước cô từng làm vai ác rồi cô ơi. Bây giờ cô làm vai mẹ hiền ha. Cái gì đồng ý không? Cho con một vé để con bước vào thêm một cái xe nữa. Cảm ơn cô Thanh Hằng và chúc mừng dạ, con gái nha. Cố gắng thêm nha. Và con gái sẽ vào lớp tài năng nhí, tài năng đặc biệt của chú Quốc Đại. Chúc mừng bé Vĩ Dạ đã về với lớp tài năng nhí của thầy Quốc Đại. Hãy chờ đón sự biến hóa của cô bé này nha. Con tên là Quách Thanh Trung, năm nay con 13 tuổi. Con đến từ huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Và ngày hôm nay đến với cuộc thi thử tài siêu nhí này, con mong rằng mình sẽ đem một chút niềm tin gì đó về cho quê hương của mình. Và con xin được trình bày ca khúc Chú Hai Lúa. Chú, cho tôi qua chú ơi. Go. Trời ơi. Trời ơi, hên quá. Thành phố gì đâu mà nó xe cộ quá trời qua đất. Nó còn nóng nực nữa chứ. Đi xe có siêu vậy thôi mà tốt cả mồ hôi. Ủa, chào bà con. Tôi chú Hai Lúa quê mới lên. Lên đây thăm thằng cháu. Nó thi cái chương trình gì mà nghe nói thử tài siêu nhí, nó giỏi lắm. Bữa nay tôi lên đây tôi ủng hộ tinh thần cho nó. Bà con nhớ ủng hộ cho nó với tôi nghe. Ủa, mấy cô chú nghệ sĩ đây mà. Ở dưới quê tôi coi trên du tiến đó, ngưỡng mộ mấy cô chú dữ lắm. Mà có bao giờ được gặp mặt đâu. Rồi sẵn bữa nay lên đây gặp mấy cô chú, sẵn có mớ trái cây miệt vườn, gửi cho cô chú ăn lấy thảo với tôi nghe. Cô
có tặng quà. Đấy, cảm ơn con. Có tặng quà được 5 điểm, cho hai trái là được 10 điểm rồi. Mà cho con trái thì bị tôi thích ăn xoài. Nhưng mà giải thích tại sao chị chơi quýt. Tại sao à mà quên, mấy cô chú nhớ ủng hộ cho thằng cháu của tôi nữa nghe. Cảm ơn mấy cô chú. Nó tên gì chú? Tên gì? Tôi nghe nói là nó tên Cảo Trung. Cháu mình mà còn nghe nói nữa hả? Tại thằng cháu này lâu lắm rồi mới gặp nên quên. Chú hài lúa chú đã đeo quá chú. Cháu mà lâu lắm mới gặp. Mừng luôn quá. Thôi chào bà con với lại mấy cô chú nghệ sĩ nha. Chúc bà con với lại mấy cô chú nghệ sĩ á luôn dồi dào sức khỏe mà đạt thật nhiều thành công trong công việc của mình nha. Chào bà con. Dạ khoan chú Hai Lúa. Đi đâu mà dội vẫn biết nè. Trời ơi chú Hai Lúa mà cứ tưởng cô Tư Cẩm Ly không đó. Cô Đăng Trang thấy sao cô Đăng Trang? Con có một cái nét duyên đối đáp lượm liền được. Rất là thông minh, rất là nhanh trí, hát cũng tốt đó. Hơn cái là con trai 13 tuổi nhưng chưa có vỡ giọng, cho nên cái phần âm trên của con rất là tốt. Con diễn rất là có hồn. Cái phong cách của con á làm cho cô nhìn thấy được là con đam mê nghệ thuật vô cùng luôn. Cho nên với cá nhân của cô, với những bạn trẻ có khả năng và có cái đam mê thì cô sẽ cho con vào vòng trong. Cảm ơn cô. Cô Hằng, sao cô Hằng? Đúng là con có một cái nhiệt quyết đam mê lắm. Nhưng mà cô muốn hỏi con, khi vào trong thì con sẽ phải thể loại này, thể loại kia, thì con có thể lột xác cái Hai Lúa này ra để con làm được một cái tiết mục khác hay hoặc là một cái thể loại nhạc khác hay không? Nhưng mà nếu như mà con được chọn vô đó thì con muốn được vô lớp nhạc nhẹ của chú Chí Thiện hay vô lớp dân ca cải lương của cô Bình Tinh? Dạ con muốn vô được nhóm nhạc nhẹ của chú Chí Thiện. Vậy mà nãy giờ cô Dị Cương lại ngồi nghĩ là con về với cô Bình Tinh. Dạ tại vì cái chất của con á ha, may mắn cho con cái giọng con nó còn cái cao ơi là cao, nhưng mà con trai khi bể giọng nó sẽ không lên tới như cái giọng nữ thanh như vậy được. Nếu mình theo nghề này chuyên nghiệp thì mình phải đa dạng, 1-2 tuổi nữa là mình phải cho ra cái nét nào ra nét đó, cái giai nào ra cái đó. Cho nên trong đầu cô nghĩ tới là con nên về với cô Bình Tinh, tại vì cô Bình Tinh là một trong những cái người rất giỏi về kỹ thuật biểu diễn. Vậy mời cô Bình Tinh đi ạ. Ở con thì nó có một cái chức duyên cô rất là thích, thì nếu như mà con trai muốn về với đội của cô để cô cháu mình cùng học hỏi thêm, cô sẽ cố gắng truyền đạt cho con những cái gì mà cô biết được. Yeah. Con có đồng ý không? Dạ đồng ý. Trung ơi, vậy con thích về cô Bình Tinh không hay là con thích về cô đội của cô Mến? Trời, cô Mến làm gì cô? Về cô Mến làm gì? Có lụa hả? Bày múa đèn. Giờ nè, cô Đăng Trang là một phiếu đồng ý đây nè. Cô Hằng còn đang lưỡng lự, thôi giờ cô Việt Hương đi. Bà cầm trái quýt trên tay đó nha bà. Lỡ lấy trái cây rồi. Chắc là cô cho con một phiếu để con vào. Dạ con cảm ơn cô. Cô Việt Hương cũng cho con một phiếu. Cô Thanh Hằng, cô sẽ cho con có cơ hội để con bước vào để con học tập thêm nữa. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Chúc mừng con nha. Về với đội của cô Bình Tinh nè. Chúc mừng Thanh Trung,
với khả năng biểu diễn trên sân khấu của mình, Thanh Trung sẽ còn tỏa sáng trong những vòng sắp tới. Có thể là Bình Tinh chưa tìm được một kép chính như mình mong muốn, nhưng mà có thể là có thêm một kép hè rồi, Bình Tinh. Số phận. Con xin chào ban giám khảo và toàn thể quý vị khán giả đang có mặt ở đây. Con tên là Mỹ Duyên, năm nay con 14 tuổi, con ở Tiền Giang. Con xin hát một bài hát mang tên Nội Tôi. Con ơi, ngọt ngào dễ thương.
hát đầy cảm xúc. Trời ơi, chúc mừng phần thi của con. Mấy cô chú ngồi dưới cũng lặng người luôn với giọng hát của con á. Cô Thanh Hằng ơi, góp ý cho con đi nào cô Thanh Hằng. Con thích ca giọng cổ, đúng không? Dạ, con đam mê từ nhỏ. Gia đình con có ai là ca giọng cổ không con? Dạ, có mẹ con với ông ngoại. Cảm ơn con đã có một sự đam mê và gia đình con cũng có một sự đam mê giọng cổ. Cái giọng của con rất là tươi, sáng, mặt con cũng sáng, cũng đẹp. Cô thấy rằng là cái giai điệu bên dân ca đó thì con ca rất là sáng, nhưng mà về qua bên phần cổ đó thì con hơi bị yếu. Cho nên nếu mà con được vào sẽ nhờ huấn luyện viên dạy dỗ cho con nhiều hơn nữa, thì cô hy vọng rằng là con sẽ được bước vào và cô cháu mình sẽ gặp nhau. Chú Quang Lê thấy thế nào chú Quang Lê? Chú khen là con có giọng hát đẹp. Cái bài mà nội tôi này á, thì con xử lý cái một đời nuôi cháu thương con, một đời treo ghé đưa đò. Nghĩa là mình ghé rồi không có ghé nữa. Chú nghe chú nói là ghé đi đâu. Cho nên nếu sau này lỡ con có hát lại thì con xử lý cái chỗ này lại như chú dị chỉ con. Một đời nuôi cháu thương con, một đời trèo ghé đưa đò. Yeah. Ta hiểu chứ ghé liền đúng không? Cho nên nếu mình trèo ghé thì không hiểu. Chú chỉ như đó thôi. Con đủ tiêu chuẩn để vào tiếp. Dạ. Yeah. Như vậy là chú Quang Lê đã chọn con đúng không ạ? Cô Thanh Hằng. Cô xin phép được chọn con. Cảm ơn cô. Cô Diệp Hương. Cô chọn. Coi như là có 3 sự lựa chọn từ ban giám khảo rồi. Chúc mừng con gái nha. Và với bé thì sẽ vào lớp của dân ca cải lương Bình Tinh là cô giáo chủ nhiệm. Đến với cô giáo của con đây nào. Chúc mừng cô Bình Tinh đã có thêm một học trò xuất cô giáo luôn. Thí sinh tiếp theo sẽ mang lại bất ngờ gì cho thử tài siêu nhí đây? Cô xin chào ban giám khảo và quý vị khán giả. Con tên Thạch Phi Đen, năm nay con 12 tuổi, con đến từ Bạc Liêu. Hôm nay con xin trình bày một nhạc phẩm Sầu Đau Quê Ngoại. Cho chú thắc mắc một điều. Chú nhìn cái tên của con là chữ đeo là giống như tiếng Anh vậy đó, giống như là cái máy vi tính. Nhà con máy điện tử hả con? Dạ, con tên Phi Đen. Phi Đen. Phi Đen. Tại sao đặt cái tên này? Dạ, tại vì cha con nói là dòng họ con là tên gì cũng trụng chân tên mơ, là hai đứa em con tới tên mơ lận. Cha con coi du tiến thấy cái ông gì ở trên du tiến á, thế nào cha con đặt tên cho con tên là Phi Đen luôn. Cha con đặt cái tên có ý nghĩa vậy luôn. Nhưng mà họ Thạch là sao con? Dạ con người Khmer. Đấy thôi, họ Thạch là người Khmer. Khoan, sĩ. Chú hỏi thiệt con nè, con biết ca tiếng Khmer không? Dạ không. Ủa sao vậy? Cái gì dạ? Dạ dữ dội mà dạ không. Thôi cho con ta hát đi, hát đi con. Rồi xin mời âm nhạc. Trời nghiêng bóng nắng, trái nhẹ trên đồng lòng nghe nao nao. Bao năm chưa về thăm hoài, con đò ngang nay chân đã về, nên không còn ông lão sang đưa. Bờ sông xưa ngoài hay đứng đón, con tan trường về mẹ con chờ xa. Con dạy hả? Dạ ba dạy con hát. Thấy không? Ừ biết mà. Hồi nãy có cái bé kia thi á, là bà ngoại với má là hát bài bà nội. Còn con là ba dạy là hát bài bà ngoại. Bị nịnh, nịnh cái đội bên kia đó hiểu không? Sầu Đau Quê Ngoại. Biết mà, biết thế nào nịnh ba má vợ. Đúng rồi, nịnh má vợ. Còn bên kia là
ta định ngược lại. Trước tiên con không biết là mấy cô mấy chú làm sao, nhưng mà con rất là đỉnh đạt, hợp lý, hát không có bị non như một đứa con nít. Riêng cô Diệp Hương rất là chịu, và đặc biệt cô sẽ bỏ phiếu chịu cho con. Dạ con cảm ơn cô Diệp Hương. Cô Diệp Hương nói cũng đúng đó, là con có chững chạc trong cái biểu diễn của con. Cái giọng của con nó cũng lạ lắm, cho nên là cô cho con một phiếu vào trong đó. Rồi đó, tới ông đó. Dạ cảm ơn cô. Không chị Hằng, em xin tiếp lời Hằng, hơi rất là lạ. Anh chàng này nè, nếu mà biết bẻ cái cột hơi cậu này rất là lạ. Tuy rằng là anh có thiếu thiếu một chút. Anh có thiếu thiếu chút xíu, nhưng mà có... Anh có thiếu thiếu... Cho bà nói sao tôi nói được. Anh thiếu chút xíu nhưng mà anh có cái lạ. Rồi nói đi. Rồi, hồi nãy giờ là cái bài hát này là bài hát rất là khó. Cái mốc cao rất là cao, cái mốc thấp rất là thấp. Con chỉ mới ở số tuổi này mà khi mà mỗi lần mà con hát tới mấy cái câu thấp á, chú ngồi chú run lắm, không biết là con có xuống tới không. Mà con đã làm chú rất là thỏa mãn những cái nốt thấp của con. Chú chúc mừng con. Dạ. Con sẽ được một phiếu của chú Quang Lê. Chú Lê á ngay nghề, cho nên khi á cháu có hát á là chú gồng người, tại sợ con làm không thành. Cho nên cứ lúc mà con thấp á là chú lấy ngón tay chú chỉ muốn lủng lủng muốn đất luôn á. Chú chỉ ráng cái con vô được cái ổng khoái. À cho nên chú cũng chịu luôn. Con sẽ về đội dân ca cải lương của cô Bình Tinh. Mời con. Dạ. Có vẻ như sĩ số lớp dân ca cải lương đang liên tục tăng lên khi lại tìm được một thí sinh đầy tiềm năng. Liệu tài năng nhí tiếp theo có thể tiếp tục nhập học ngôi trường thử tài siêu nhí hay không? Trời ơi! Trời ơi! Con kìa. Xin chào cô chú trong ban giám khảo và quý vị khán giả. Con tên Phan Hoàng Long, năm nay con 5 tuổi rưỡi, con đến từ Long Phi, Nam Giang. Trời ơi! Làm đi con, làm cho làm nặng quá! Con xin ca một bài, y là bài Dòng Máu Là Hồng. Trời con ơi! Con cảm ơn ban giám khảo và quý vị khán giả. Khá là ổng rặn ra từng chữ rồi đó. Trong quốc sơn hà, nam đệ cư, tiệt nhiên định phận đại thiên thư. Như hà nghịch lỗ lai sông phạm, giữ đẳng thành khang thủ bại hâu. Giới thiệu lại cho mọi người nghe coi, con mấy tuổi rồi? Dạ, con 5 tuổi rưỡi. Khổ à. 5 tuổi rưỡi. Con 5 tuổi rưỡi. Dạ, nhắc cho mấy cô chú nhớ nghe, con mới có 5 tuổi rưỡi thôi. Thật ra vừa hát vừa nhảy múa với con vậy là quá hay. Thế thương quá à, con có những cái tố chất để được vào trong. Cái đôi mắt một lý. Ủa sao khó vậy, khó chịu vậy con? Giãn ra con ơi. Sao con nheo nheo mắt vậy, con chói mắt hay là con sao? Con đau mắt. Đau mắt. Con hát xong con đau mắt. Người ta hát xong người ta đau cái cổ họng. Ông hát xong ông đau con đau mắt. Tại vì mắt ông có một mí à. Thật ra là từ lúc con chưa hát con đã cảm thấy là mình đau con mắt rồi. Con đau trước rồi chú đại nghĩa. Vì ở trong
con chị ấy. Hả? À, ai dịch giùm không? Dịch giùm. Dịch tiếng Việt cái tiếng Việt giùm. Tát mà dịch giùm đi bà tát. Dịch tiếng Việt cái tiếng Việt giùm em cũng bó tay. Ý con sao con? Tức là một cái gì nó bay vô trong mắt con hả? Dạ. Ờ, để có chú thổi cho, trời hay quá ha. Giống như như là chân chân điểm vô con mắt vậy. Ờ, hiểu rồi. Hiểu luôn. Tấm trang điểm, tấm phấn nè. Má con trang điểm hay mấy chú kia trang điểm cho con? Dạ. Chú nào hả? Chú nào chỉ tên như, chỉ mặt đi. Nhưng mà đầu tiên là gì sao u đó sắp lên sân khấu mới tới chú. Tức là chú nào nó dập chú hiểu, này em hiểu. Đầu tiên là bà dì đè ra trang điểm trước. Cái xong mà trước khi lên sân khấu ông chú nào đó biết, nó thấy mắt nhỏ quá đè ra tô thêm. Bởi vì con bị sợ số mờ mũi con cha chay trên mắt trang điểm. Trời ơi. Lấy mũi chay lên mắt cái mặt kia. Sao con nói hơi chú cảm giác con nguyên một ổ bệnh luôn á. Ừ. Con sao ca sĩ ở dơ vậy sao lấy mũi chay lên mắt? Ê, con đang bị số mũi mà. Trời. Ơi. Ủa, nó còn nghe mình. Nó nghe nè Long, tim của mình nằm đâu? Tim con nằm hai bên tay. À, tim con nằm tới hai bên rồi nha cô. Vậy, hai bên vậy, vậy, vậy nãy hát có rung không? Có nãy rung không mà ôm tim? Dạ không. Có đau tim không? Dạ không. Vậy sao hát ôm tim hoài ạ? Ý lúc mà chảy trong tim mệt, mình con phải đưa vô tim. Thấy không? Người ta rất là ý thức và người ta hiểu những cái hành động mà ta diễn trên sân khấu nha. Chứ không phải là kiểu như là biểu sao làm vậy đâu, con hiểu hết đó. Phải không? Ta... Chứ dạ. Long ơi, cô Hương hát là chảy trong tim mình là cô Hương để trên đây nè. À. Tại cái tim của cô Hương nằm đây nè. Dạ. Phải không? Tim người ta nằm mở ngực chứ đâu có nằm như trắng như con. Trời ơi. Cô sai rồi nghe. Cô sai quá. Mặc sai. Dù con mới có 5 tuổi gử thôi. Con có 5 tuổi gử mà con biết là trái tim nằm ở trên ngực chứ mà bởi nằm vậy, trên trái. 5 tuổi gử mà hơn. Sai quá rồi cô Hương sai ơi. Sai quá trời. Tim nằm ở trên này. Giờ mình túm lại coi có chọn bé hay không. Đây. Ha. Nó túm lại là con đầy khiếu hài hước, diễn kịch rất là vui. Nhưng mà con hát còn ngọng nghịu đó, con nhớ xíu à. Cô Hương ơi, về lớp tài năng nhí, tài năng đặc biệt không phải chỉ là hát. Biết đâu chú Quốc Đại sẽ không để cho con hát mà chú Quốc Đại dựng kịch cho con đóng rồi sao? Nhưng mà tại vì con đi thi hát cho nên cô Hương lo. Lo là biết kìa con làm cái gì. Hiểu không? Con làm lợi mấy bạn hồi nãy không? Hồi nãy 5-6 bạn luôn. Bạn nào cũng 4-6 tuổi, 5 tuổi rưỡi, 6 tuổi, 7 tuổi như con á. Hiểu không? Thả con vô đó rồi lớp mình bệnh nhiều nữa. Sợ mũi rồi chét lên con mắt. Hiểu không? Đủ thứ bệnh hết trơn vô chổng làm sao lợi người ta. Phải đâu, bị mình mới 5 tuổi rưỡi mới chết nhiều tôi chứ. Nhiều khi chú Đại chơi chiêu, chú Đại không dựng cho hát cho diễn hết trơn trọi ra mời một MC, cái cô bé mà là MC đó đó ra đứng phỏng vấn ông này trả lời không hơi đủ vui rồi. Không cần hát, làm không cần diễn gì hết. Làm một cái talk show trên sân khấu này đủ cười chết rồi. Con đừng cười, cười cười quá không thấy con mắt mình đâu hết á. Giờ đó sao túm lại sao cô Hương? Cô Hương à, chờ con mùa sau đi. Trời ơi. Dài quá. Tự tin quá. Năm sau cô Hương gặp con nha. Năm nay mình còn nhỏ quá. Chú Quốc Đại muốn nhận con vô lớp mình không? Thật sự là chú Quốc Đại mà ngồi đây là bé nào chú Quốc Đại cũng muốn nhận hết á. Bây giờ là lớp là 6 người rồi đó. Sao đâu nhận đi bởi trời, phải được. Phải lo cho bé. Tại vì bé đưa bé vô á, xong rồi đấu với 6 bạn kia nó làm áp lực. Cứ để ngây thơ như thế. Ừ. Để mũi chét lên ừ, mắt như đó. Thế mà vui. Dạ rồi cô Hương chú chọn mình nè. Cô Đoan Trang ơi sao cô? Con mặc đồ rất là đẹp. À. Con rất là đáng yêu. Đồ đồ nữa hả Trang? Đáng đồ đồ. Nhưng đâu có nhưng mà... đồ này là bao nhiêu công sức của cha mẹ thầy cô này là phải lo tìm cho con chứ đâu có có mướn đâu. Bà ơi mướn mà chi nhớ đại khái phải tốn đạp xe đạp đi tới chỗ rồi mướn đồ chạy xe hơi rồi túm lại dạ không đi taxi mày đặt thêm mày đặt trời ơi cứng quá luôn. Rồi bây giờ sao bây giờ mày đặt thêm chi để nhỏ gì dặn lưng con cô. Cô đang cố gắng làm cho con thêm. Ban giám hiệu ơi bây giờ. Mà tự nhiên ban giám hiệu ơi bây giờ cưng quá rồi ban giám hiệu ơi. Cưng quá à. Hả? Anh bây giờ nhảy, nhanh rồi. Nhảy quá. Khoan, cưng quá. Từ từ, hết sức bình tĩnh. Rồi như vậy nè. Đồ đẹp, dễ cưng. Gì nữa? Nhưng mà mới có 5 tuổi gử. Cho nên không có biết kiểm soát. Cô, không biết kiểm soát. Cô, cái lứa tuổi này thì sẽ vào lớp của chú Quốc Đại chứ phải nhiều vào lớp quá, của chú lớp 6 người rồi kìa. Em cho lên 10 luôn đó.
Sao con? Con nói gì với cô mấy cô chú đây? Đây nè. Con ơi, bây giờ con có cách nào con thuyết phục phụ đi. Cô Đoan Trang chưa đã quyết định mà. Chú cũng lưỡng lự phần ca lắm. Thương quá chú. Tuy nhiên, chú thấy là con đã làm cho cả trường quay hào hứng. Sao chú? Vậy thì chú cho vô đi chú ơi. Dễ thương. Không cho tôi cho à nghe. Quyết định của chú là chú sẽ dành cho con một phiếu. Yeah. Là chú Lê chọn con rồi đó. Con cảm ơn chú Lê một cái cho dễ thương coi. Cảm ơn chú Lê. Lê. Chú Lê. Quang Lê chứ. À Quang Lê chứ. Quang Lê chứ. Nhớ tên luôn mới ghê. Tại con nói lộn. Cô Hằng ơi, cô bình chọn cho con không? Có. Còn cô Đoan Trang. Tự nhiên hồi nãy tôi nói đi xe đạp, ai mượn chặt tôi. Giả bộ tôi nói đi xe đạp thì giả bộ dạ đúng rồi cô. Hoặc là lên bậc là đi xích lô hay gì thôi. Nhưng mà đi theo mẹ bảy tuổi thơ mà có sao nghĩ vậy người ơi, chứ đâu có ai mà đúng rồi, đúng rồi, taxi tao nói bây giờ tính lại nè. Bây giờ vô đi người ta cho mượn bộ đồ tao đi hả? Không, nghe nè, tính lại. Bảy trật tự, ok. Long, con muốn vô không? Muốn. Dạ muốn. Thiệt không? Thiệt. Dạ thiệt. Rồi ok, yên lặng trật tự. Khán giả bên phải, con muốn Long vô không? Yên, 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 trật tự. Khán giả bên trái có muốn Long vô không? Yên, 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 trật tự. Thôi, ta đã, tao chơi trật tự. Yên lặng, yên lặng. Bảy, bình tĩnh, trật tự. Tới quốc liền. Quốc đại, có muốn Long vô không? Quốc đại, nói sao mà có chuyện trật tự đó. Quốc đại, im lặng, trật tự. Dạ, dạ. Vô đi con. Như vậy là cô Đoan Trang đồng ý cho con vô rồi. Hoàng quốc đại, trật tự. Dạ con xin kính chào cô chú ban giám khảo. Con tên là Trương Trọng Nhân, 13 tuổi, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con xin hát bài Ca Đất Phương Nam. Y'all.
Chúc mừng con trai. Trời ơi, với cái áo bà ba, với cái khăn rằn hát cái bài này, cộng với lại cái phong cách của con nó chân chất, nó mộc mạc, dòm đi như là một ông hai lúa nào tự miền Tây mới lên đây đứng hát vậy đó. Rất là dễ thương. Ban giám hiệu thấy sao? Mời cô Thanh Hằng ạ. Con có cái chất giọng dân ca rất là hay, rất là sáng. Thì cô hy vọng con sẽ được vào bên trong. Dạ, cảm ơn cô Hằng. Con mình hát mấy cái bài nhạc với giai điệu quê hương dân ca vậy nè là hay lắm rồi. Nhưng mà con có biết hát giọng cổ không? Biết luôn hả? Tặng cho mọi người đây một câu được không? Quê của bà tôi nằm sâu nơi chân trời mờ mịt ấy, không biết có chờ mong người cháu ngoài muốn hoài về. Tại vì con có những cái mà khi con ngâm khó quá, con có những cái luyến lái nó chính xác, nó không có bị phô. Khi mà đẹp con lắm. Hát giọng cổ, chú Nghĩa nghe còn thấy hay hơn. Cái chất giọng rất là chân phương, phù hợp với lại giọng cổ rất là cải lương. Mời chú Quang Lê ạ. Khi mà con bước ra con ca tân nhạc thì thật sự là không thuyết phục chú. Chú nhận được là trong cái giọng con có một cái gì đó đặc biệt, nhưng mà không dành cho dân ca hoặc tân nhạc. Tại vì con ca mà giống như con nói vậy đó. Chú hỏi với cô Việt Hương cũng đồng tình với chú điều này. Thì chú ngồi chú suy nghĩ là chắc con phải có giấu một cái tài năng gì khác ngoài cái tân nhạc hoặc là một cái bài ca quê hương. Khi mà con xuống cái vòng cổ đó thì cái cảm giác của chú lại thay đổi. Chú dành cho con một phiếu, nhớ không đi tân nhạc, cổ nhạc. Cảm ơn chú Quang Lê. Cô Việt Hương có ý kiến gì không ạ? Cô cũng có từng được diễn cái bài này chung với đội nhóm rất là nhiều. Cô với chú Quang Lê có nói là chưa thấy được cái sự mượt mà hào sảng nó ở miền Tây. Nhưng mà tự nhiên nãy chú Nghĩa cứu con một bàn thua trông thấy. Khi con hát câu cải lương, cô chịu liền, quay vô Bình Tinh đá lòng nghe phạt phạt. Cô Bình Tinh thấy sao cô Bình Tinh? Đá lòng nghe luôn á. Khi mà nghe con ca thì cô Bình Tinh cũng nhìn xuống nhìn chú Lê với cô Việt Hương để coi cái phản xạ của cô Hương có giống cô Bình Tinh không. Là cái chất giọng của con thì lạ thì có lạ, nhưng mà cô thì cô lại mong ở con có một cái gì đó nó hơn chút xíu nữa. Nhưng mà khi con ca giọng cổ á thì cô thích. Tố chất của mình là mình rất cần cái những giọng ca lạ. Dạ. Giống ai hết. Rồi bây giờ nữa cháu nó được hay tốt hay đẹp hay không á là do cái sự huấn luyện của thầy cô. Nhưng mà trước khi đó đó thì phải coi ban giám hiệu mình đồng ý hay không cái đã. Mời cô Thanh Hằng. Cô đồng ý. Cô đồng ý. Chú Quang Lê. Chú đã đồng ý. Đã đồng ý. Cô Diệu Thương. Cô đồng ý. Chúc mừng con về với lớp dân ca cái lương của cô Bình Tinh. Con chào ban giám khảo, con chào chú MC Đại Nghĩa, con chào quý vị khán giả. Con tên là Nguyễn Thị Huyền Trang, năm nay con 5 tuổi, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh và con xin diễn. Dễ thương quá. Dạ vâng, con xin cảm ơn ạ. Trời ơi, con tự tin hết sức.
con là thí sinh duy nhất mà dám tràn xuống tới bàn ban giám khảo để mà giao lưu luôn đó. Dạ con cảm ơn chú đại nghĩ. Con có rung không? Dạ không. Lúc mà xuống mấy cô chú còn nghĩ gì mà để không rung? À con vui, con tự tin. Con vui, con tự tin. Thành ra con trình diễn rất là dễ thương. Mời các cô chú nhận xét về tiết mục này. Mời cô Đoan Trang. Nhìn bộ đồ của con kìa, con giống như một fashionista nhí. Cảm ơn cô. Rất là đẹp. Gương mặt cũng có duyên nữa. Dạ. Rồi diễn biết giao lưu nữa, biết xuống đây rồi giao lưu với từng giám khảo nó mới ghê chứ. Nhưng mà không có kết nối gì hết. Người ta diễn lại cái bỏ mặt đi. Dạ cảm ơn cô. Quá vô tâm. Cảm ơn. Cảm ơn. Giọng con thì mạnh đó, nhưng mà con chưa có biết xử lý cho nên nghe nó hơi vụng. Nhưng cái cô khen con là mấy cái câu đầu á không phải dễ đâu nha. Đi vào nhạc mà mình vào một cái là hay dễ giật mình. Con rất điềm tĩnh là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mấy cái câu đầu nó có đồng âm liên tục. Nếu như ai mà không đủ bản lĩnh đó, là mấy cái từ đồng âm sẽ chắc chắn có một hai nốt trên phô. Nhưng mà con không có bị trên phô. Cho nên để cô suy nghĩ thêm. Bây giờ cô muốn nghe thêm ý kiến của các cô chú này. 5 tuổi là có thể vào lớp của chú Quốc Đại nè, hoặc là có thể vào lớp nhạc nhẹ của chú Chí Thiện luôn. Mời cô Diệp Hương. Con rất là tự tin và bản lĩnh. Mình đã có cái giỏi này rồi thì mình phải có cái tài của mình nữa, cộng vô nữa, ai chịu nổi nha. Nhưng riêng về phần hát của con, hôm nay đối với cô chưa được, cho nên cô hẹn con ở dịp sau. Chú Quang Lê thấy sao? Chú nhìn con giống như bà cụ non vậy đó. Nó còn chơi hai cái đôi bông toàn ten nữa. Đối với số tuổi thì chú sẽ dành cho con 1 phiếu. Cảm ơn chú Quang Lê. Một phiếu dành cho con. Phải nói trước đó là khen con mới có 5 tuổi thôi. Hồi xưa 5 tuổi Thanh Hằng cũng không có làm được cái điều chắc chắn như vậy đâu. Mà bây giờ mấy các em nhỏ bây giờ nó giỏi vô cùng luôn. Mà nếu mà để cho con bước vào nữa thì nó khó là có đi đường dài được hay không. Cho nên cô rất là ngại cái điều đó. Nhưng trước khi cô Thanh Hằng quyết định giọng hát vẫn còn phải suy nghĩ. Nhưng mà những cái yếu tố khác cộng hưởng lại, cô cho rằng nhân tố này xứng đáng được một vé từ cô. Cô Đoan Trang đã dành cho con 1 vé. Là 2 rồi. Bây giờ quyền quyết định cuối cùng là thuộc về cô Thanh Hằng đây. Cô đồng ý cho con để bước vào. Chúc mừng con gái. Dạ con cảm ơn cô Thanh Hằng. Con cảm ơn tất cả cô chú. Và cảm ơn con. Với độ tuổi này thì con sẽ vào lớp tài năng nhí, tài năng đặc biệt của chú Quốc Đại. Con xin chào ban giám khảo và quý vị khán giả. Con tên là Nguyễn Văn Minh. Con 10 tuổi và con sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đây con xin kể một câu chuyện về tuổi ấu thơ của con. Đó là Ngày Gió và Cánh Diều. Yeah.
Trời ơi, nhìn cái gương mặt thư sinh hiền lành như vậy, ai ngờ đâu lên sân khấu hát sôi động bốc lửa dữ vậy. Ê, hay quá. Cái mặt nó giống mình chú Quang Lê quá. Hả? Mà chú Quang Lê là không có hát vậy được rồi đó. Yeah. Đó mới là cái điều mà chị muốn nói ra đây. Cái mặt của con hiền lành lắm, nhưng mà khi con cất cái giọng ca lên đó, rồi trời ơi, cái giọng nó khàn khàn, nó lạ, lạ lắm. Mà cái phong cách của con biểu diễn và cái trang phục của con rất là nghiêm túc sân khấu. Một điều lần nữa con chúc mừng con, cô cảm ơn con rất là nhiều. Cảm ơn cô Thanh Hà. Cảm ơn cô. Cô Đăng Ca nhận xét thế nào? Giọng chắc, có cái rè rè của rock ha. Yes. Rồi xong rồi trang phục đầu tư nè, có thần thái biểu diễn tốt nè, nhịp rất là chắc nè. Con sẽ xứng đáng được đi vào vòng kế tiếp. Cảm ơn cô Đăng Ca. Vậy bây giờ các thầy cô giáo cho biết sự bình chọn của mình như thế nào dành cho bé. Đầu tiên là cô Đăng Trang. Cô đồng ý cho con. Cô đồng ý. Cô Thanh Hà. Cô đồng ý con. Hai sự lựa chọn rồi. Cô Việt Hương. Cô đồng ý. Đồng ý. Ba sự lựa chọn. Cảm ơn các thầy cô giáo đã dành cho bé sự ưu ái này. Và dĩ nhiên con sẽ về lớp của giáo viên chủ nhiệm Chí Thiện. Con chào các cô chú trong ban giám khảo. Con tên là chị Ngọc Minh Anh. Năm nay con 9 tuổi. Con đến từ thành phố Hải Phòng. Sau đây con xin trình bày bài hát Sắc Màu. Một màu xanh xanh chấm thêm vàng vàng. Một màu xanh chấm thêm vàng cánh đồng hoang vu. Màu nâu nâu, một màu tím tím, màu nâu tím mắt em tôi ôi đẹp dịu dàng. Một màu xanh lam chấm thêm màu trắng. Thời chinh chiến đã qua rồi sắc màu tôi. Một màu đen đen, một màu trắng trắng. Chiều hoang vắng chiếc xe tang đi thật vội vàng. Một đường cong cong nối bao đường vòng. Hoa người dưng nhớ khuôn mặt bát hình dòng. Rồi một đêm chơi vơi, làm sao vẽ bóng tôi, làm sao vẽ cánh hoa đêm không mơ. Một đêm nhớ nhớ, nhớ xa mình một mình. Một đêm nhớ nhớ xa mình đã ở đâu đây. Một đêm trong đêm thâu, một vầng sáng trôi loa. Một đêm nhớ nhớ xa ta vô hình. Một đêm nhớ 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 xa mình một mình. Một đêm nhớ nhớ xa mình đã ở đâu đây. Một đêm trong đêm thâu, một vầng sáng trôi loa. Một đêm nhớ nhớ xa ta vô
Chúc mừng con đã hoàn thành phần thi của mình với bài hát Sắc Màu. Mời cô Việt Hương. Bài này là phải du dương đưa người ta vô. Cho nên nếu mà con về chú Chí Thiện, chú sẽ tiết chế cho con được. Tại chú là cái dòng nhạc nhẹ, nhưng mà chọn cái hòa âm này thì rất là nhiều người chọn. Tại nó có cái tiếng trống dồn á, làm cho người ta nghe đã lắm. Mà cột hơi mình tốt, tại sao con không chọn cái hòa âm nó lơi ra, nó đông đưa hơn, để con vào sau đó con lên tông một cái là nó ngon lành. Nhưng nói đầy đủ những cái yếu tố đó chủ yếu là cho chú Chí Thiện thôi, để chú về chú sẽ chỉnh con. Tại con có chất giọng, một phiếu cho con. Cảm ơn cô Việt Hương. Mời cô Đoan Trang. Cô rất là hiểu cái ý tưởng của con và cái cách con phân tích cái bài hát này, và cô thích cái điều đó. Bài này nó có rất là nhiều đoạn mà mỗi đoạn đều giống y chang nhau. Ăn thua là ở cái người hát phải có sự xử trí ra làm sao để tạo cái điểm khác biệt của đoạn A qua tới cái đoạn A phẩy. Đoạn đầu con hát rất là mềm, nhưng mà vô cái đoạn sau á, lên cao trào, cái giọng của con đẩy lên để tạo lên cái điểm nhấn. Con lên tông tới 2 lần lận, cho nên cô thấy nhiêu đó là đã đủ thuyết phục cô rồi. Chúc mừng con một vé. Và một vé nữa từ cô Đoan Trang. Bây giờ chỉ cần một vé đó thôi là mình sẽ được vào lớp của chú Chí Thiện, lớp nhạc nhẹ. Chú Quang Lê nghĩ sao ạ? Con phát âm chuẩn giống như con người Bắc vậy đó. Ta người hơi phòng không ơi. Bây giờ chú có cho con vé đó đưa về với đội Chí Thiện không? Cho rồi, về đi con. Cảm ơn chú Quang Lê. Mời con đến với lớp nhạc nhẹ của chú Chí Thiện. Chúc mừng Minh Anh. Hãy cố gắng phát huy khả năng của mình trong những vòng sau Minh Anh nhé. Con xin chào các cô, các chú. Con tên là Phạm Thị Kha Thi. Năm nay con 11 tuổi, con đến từ huyện Củ Chi. Trời đất ơi, bận áo dài tôi biết Củ Chi liền. Bây giờ lên đây làm gì mà bận đồ như thập niên 60, 70 vậy tím ba? Dạ, con hát 2 câu giọng cổ. Trời ơi, tím mặc bộ đồ này hát 2 câu giọng cổ là đúng rồi. Bà nói không đúng thì tôi xử bà đẹp liền á. Cất cái giọng lên tôi chịu quá. Cái 3 chữ đầu thôi tôi quay qua tôi nhìn với Hằng liền. Giống cô Mỹ Châu á. Cái giọng khàn khàn chầm chầm xuống á. Nghe đã lắm Thím. Được Thím ơi, tôi cho Thím phiếu vô đó. Chúc mừng con, mới đầu mà mình đã có được dạ, một phiếu. Dạ con cảm ơn cô. Từ cô Việt Hương rồi. Cô Thanh Hằng thì sao ạ? Con có cái giọng ca sáng cũng rất là tốt. Sao đây huấn luyện gì? Cưng lắm chị ơi, chịu chị Hằng. Được. Chị hỏi bình tĩnh luôn, tại vì mình không biết, mình ngồi đây mình để mình học luôn. Cô toàn nghe cô Thanh Hằng với các cô chú đàn anh đàn chị, những bậc thầy hát thôi, thì cô biết được một điều là nấc á, thì nó cũng phải nấc có những cái chỗ nó hợp lý. Còn cái nguyên cái đoạn đầu của con sử dụng nấc có những cái chỗ nó không hợp lý thì đâm ra nghe cái bài không có mướt.
đúng không không chị Thanh Hằng? Đúng vậy em. Con cũng bị cái nhịp nó bị chao, con chưa có chính xác cái cuối thì chắc lại tại con rung cho nên là nó hột nhiều quá. Bé thì nói chung là còn nhiều sơ sót thì nếu mà quý vị giám khảo cho bé một cái cơ hội thì mình tin cũng sẽ cố gắng. Okay, nếu vậy thì chị sẽ cho con có một cái cơ hội để con bước vào bên trong đi theo thầy, để thầy có thể huấn luyện con lại, thì lần sau gặp lại con sẽ khác hơn hẳn nữa nha con. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Về cái phần mà tân cổ á, thì cô không rành bằng cô Thanh Hằng hay cô Bình Tinh, nhưng nếu như cô Thanh Hằng đồng ý mà cô Việt Hương cũng ủng hộ, rồi cô Bình Tinh cũng cảm thấy tự tin khi nhận con về đội, thì cô sẽ cho con một phiếu. Yeah, chúc mừng. Cảm ơn cô. Con nhận thêm một lá phiếu nữa từ cô Đoan Trang. Thứ ba về đi, thứ ba. Như vậy là với bé Kha Ti, lớp học dân ca cải lương của cô giáo Bình Tinh đã hoàn thiện. Cô đò đưa thầm gọi, tôi ghé về tuổi thơ. Người xưa đâu xa vắng, ai đưa tôi qua đó. Ngô mướt dài bãi quê, gió chiều chiều dịu mát, đàn trâu trầm ngoài đê vẫn đi về lối cũ. Thank you.
xa xao niềm vui vơi vơi. Mưa cho đám lúa gieo thành mình, mưa cho những chú trâu phơi mình, mưa cho mẹ già em bé cười đầm tình. Mưa trên những nhánh sông mơ màng, mưa trên những lũy tre quanh làng, từng giọt nhẹ nhàng rơi trên lá. Mưa trên chấm lá khô trên đồng, mưa tươi mát khát khao trong lòng, cho gia đình nồng thêm nghĩa tình vợ chồng. Ôi hỡi ơi, tiếng mưa rơi đều ra sao tình quê hương mến yêu, ruộng đồng thêm xanh, đất đai an lành, lứa đôi gia đình nở nụ cười ôm lấy tình. Sẽ quay về nghẹn ngào mưa rơi nhớ thương quê mẹ, ước mong xuân vầy hẹn một ngày con sẽ quay về. Xin chào cô chú ban giám khảo và tất cả mọi người có mặt ở đây. Họ tên của con là Trần Châu Kim Anh, con đến từ Sóc Trăng, con 10 tuổi. Hôm nay con xin hát bài Bông Dáng Mẹ Hiền. Thank you.
thương quá. Cảm ơn con gái. Cô bé 10 tuổi đến từ Sóc Trăng. Xin mời giám khảo Thanh Hằng. Con có cái mặt con rất là sáng, cái giọng ca của con cũng sáng. Mà khi con ca con có cái cảm xúc trong từng lời ca. Khi con ngân cái lời chó, con ngân con luyến lái cái chỗ đó rất là tròn, nó không bị gãy. Con đã làm chú ấn tượng trong câu hát đầu tiên. Dạ. Và có 10 tuổi mà làm được như vậy là khó lắm. Hát rất thoải mái tự nhiên, lên cao xuống thấp rất ngọt. Con biết những cái chỗ thấp mà con nít hát rất là khó, mà con xuống rất là tới, rất ngọt. Lúc mà con bước ra thì cô Việt Hương thấy là cô Bình Tinh hơi mệt mệt rồi. Cô Bình Tinh cũng lo, cô rướng người ra gì luôn. Mà con hát xong là bà xà người xuống liền. Bình Tinh bây giờ là kiểu lắm rồi, không còn nước nào để nói nữa hết. Bây giờ không biết con về đâu thôi. Dạ, tiết lộ cho ban giám hiệu biết luôn nha. Cô bé này không phải chỉ hát dân ca trữ tình hay đâu, hát nhạc nhẹ cũng hay luôn. Căng thẳng. Kìa có người nhóm rồi. Hát thử một đoạn một cái bài hát nhạc nhẹ nào đó mà con thích, con vẫn thường hay hát á. Mẹ thương con có hay cho cô Việt Hương đồng ý. Chú đồng ý. Cô Thanh Hằng đồng ý. Đồng ý. Cô Đăng Trang cô đồng ý. Trời ơi, bốn sự đồng ý từ ban giám khảo. Bây giờ làm sao đây nè? Con cho cô hỏi ha. Dạ. Con yêu thích cái bộ môn nào? Con thích cái bài dân ca mà con ca đầu tiên hay là con thích cái bài nhạc nhẹ mà con ca phía sau? Dạ cả hai. Cô Bình Tinh, cô có cách gì đó để thuyết phục bé để về lớp của mình hay không? Dạ có. Cô Tinh nghe cái giọng ca của con á, thì cô Tinh cảm nhận con có một cái nét ca giống như là anh Quách Phú Thành Quán Quân mùa 1. Bây giờ Bình Tinh nói, bây giờ nghe cái giọng nói của bé đúng là thấy giống bé Quách Phú Thành của mùa trước. Chị thấy là hát cái giống Chí Thiện đó. Em ơi chị. Nè, con nghe chú nói nè. Cô Bình Tinh nói con giống Quách Phú Thành Quán Quân của mùa trước đúng không? Nhưng qua lớp của chú sẽ làm con chính là Kim Anh. Bây giờ như này con ơi, con nghĩ rằng con sẽ phù hợp với lớp nào? Lớp nhạc trẻ của chú Chí Thiện hay là lớp dân ca cái lương của cô Bình Tinh nè? Mời con. Dạ con chọn cô Bình Tinh. Mời con. Một cô bé quá dễ thương. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thí sinh tiếp theo. Con xin chào ban giám khảo. Con tên là Đỗ Ngọc Vân Anh. Con 9 tuổi. Con đến từ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Hôm nay con đến với cuộc thi thì con sẽ trình bày bài hát Việt Nam Trong Tôi Là. Quê hương tôi
trời hôm nay xưng về Trung Bắc Nam. Việt Nam trong tôi là ngàn khúc dân ca, nơi tôi sinh ra tự hào biết mãi. Màu đỏ da vàng tôi là người Việt Nam, dù đi năm châu cho dù về nơi đâu, trong tôi là ngàn khúc dân ca, nơi tôi sinh ra tự hào biết mãi. Màu đỏ da vàng tôi là người Việt Nam, dù đi năm châu cho dù về nơi đâu, chiều trái tim này cũng hát chung câu Việt Nam. Chiều trái quá tuyệt vời luôn. Hay quá con ơi. Với cái bài hát này tự nhiên làm cho tất cả mọi người cảm thấy yêu quê hương Việt Nam mình hơn rất là nhiều. Cảm ơn con gái nha, đã mang đến một tiết mục thật là hay. Nhưng mà không biết mấy cô chú giám khảo, mấy cô chú trong ban giám hiệu nghĩ sao đây. Mời chú Quang Lê. Chú thấy là những cái quãng thấp giọng có đầy tình cảm. Con lên cao cũng không phải là gao gắt, mà con lên cao chú thấy được cái tình trong đó. Và cái thần thái con trình diễn trên sân khấu như là một ca sĩ chuyên nghiệp. Chú yêu con và chú đồng ý cho con một phiếu. Tôi nghĩ khi cái chương trình này phát lên á, thì khán giả mà ngoại kiều, Việt kiều á, sẽ rất là thích bài này, rất là xúc động. Là tại vì khi mà ta nghe cái câu máu đỏ da vàng tôi là người Việt Nam á, rất là gây cảm xúc cho cái người mà xa xứ. Và hay dở không cần biết, tự nhiên cất cái câu đó lên, nhất là Tết, nhất nó gần gần ha, xong tuyết rơi lạnh lẽo, chu cha hát bài này lên, tôi nói thiệt khóc liền. Tại vì dễ gây cảm xúc á, mà một cái đứa bé nhỏ xíu như con nữa, bận một cái bộ đồ dân tộc tứ thân mà lại rất là đơn giản, không có bị màu mè xến xúa nhiều như là cô Hương này, ngắn bơ ngắn lướm tùm lum, con mặc bộ đồ không có một cái nơ bông gì hết, rất là giản dị. Xong hát cái câu đó lên nữa, trời ơi, lúc mà con cầm cái con có hát con trộn, nhìn thấy con đẹp dễ sợ luôn á. Cho nên nói tới cái xúc động khóc cái lên hình cái ta nói tôi mít ướt. Vậy thì bây giờ ý kiến của cô Hương sao? Cô Hương lựa chọn không? Chịu. Cô Hương chịu rồi. Chúng mình có hai vé rồi. Như cô thì cô rất cảm ơn ba mẹ con đã chọn cho con một cái nhạc phẩm nói về quê hương của mình. Cái điều đó là cái điều rất là đáng quý vô cùng. Nhưng đối với cô thì cô chưa có cảm nhận gì, tại vì con chưa có cái gì để gọi là đặc biệt để con bước vào, để mà con được thi thố cùng với bạn. Cô xin lỗi con. Cô Hằng không lựa chọn. Và cuối cùng Trang hơi mọi thứ Trang, tùy thuộc vào cô. Em là vì sao sáng. Em hãy nói đi. Trời, vì sao sáng. Ok, cô tóm lại cái phần tiết mục của con như thế này. Có cảm xúc, gây được cảm xúc cho các cô chú ở đây. Nhưng mà kỹ thuật là vô cùng quan trọng. Bởi vì mình đi thi là thi hát. Tuy nhiên, để ý kỹ lại, cô thấy con có phần âm trung và âm cao tốt. Cô hy vọng là con vào các đội này, cô chú, các cô chú huấn luyện viên có thể làm cho con tốt hơn. Cho nên cô cho con một cơ hội. Yeah. Yêu. Cảm ơn cô Đăng Trang. Trời ơi, làm con gái khóc rồi kìa. Con gái hồi hộp quá, xúc động quá không con. Ôi, cô Trang lên chứ con kìa. Cô Trang, thẹn ôm cô Trang, cảm ơn cô Trang, nhanh. Phải cố gắng hơn nha con, phải cố gắng hơn thật là nhiều. Cô con, ok. Mời chú Chí Thiện đón học trò của mình về. Mưa
Dễ thương quá, hai con đến đây với chú. Con từ đâu giới thiệu cho mấy cô biết nè? Dạ con từ Hồ Chí Minh. Không, ba Minh con là người gì nè? Ba con là người Nigeria, mẹ con là người Việt Nam. Nigeria. Nigeria. Vậy ai dạy con hát bài này? Dạ mẹ con. Mẹ chọn bài Hồn Quê ha con ha. Dù mẹ có đi đâu, Việt Nam vẫn là số 1. Chọn cho con cái bộ đồ cũng chịu luôn. Bộ đồ cái màu đó nhu mì lắm con. Về nói với mẹ là cô Việt Hương thích bộ đồ lắm nghe. Nữa cho cô Việt Hương mượn đi diễn nha. Đẹp, bộ đồ đẹp. Con ơi, mình nói nghe nè, giờ mình yêu thương nhau quá. Mẹ đi lấy chồng một người nước khác mà vẫn hát bài Hồn Quê. Chịu hết chịu, nhưng mà để đi thi thì không có được. Tại vì con vô cái vòng sau nữa là các bạn kia hơn con nhiều thứ, hiểu không? Có nghĩa là ta tập nhiều, ta hát được, ta muốn làm nhiều thứ lắm. Mà điều quan trọng là cái em kế bên là em con đúng không? Dạ đúng. Em không có biết gì hết trơn, thấy thương lắm. Con lấy cái nón lá con che cái em hát vậy đó, thấy thương hết sức luôn á. Nha, bây giờ hai chị em mình nắm tay về nhà tập lại. Năm sau mình xuất hiện. Dạ. Nha con. Đó là ý kiến của cô Hương, còn mấy cô chú còn lại thì sao cô Trang? Hai tụi con bị cái là chưa tự tin thôi, cho nên Nhịp thì cũng lung tung. Rồi xong rồi bạn em thì che nón mà còn liếc liếc thôi, có ai nhìn. Rất là dễ thương. Rồi hai đứa con đứng mà còn chưa biết canh cái sân khấu nữa. Bạn chị đứng trên mà bạn em đứng đâu tút tút ở dưới. Nhưng mà không có sao hết, tới đây vui thôi, lên tivi là có bạn bè xung quanh trong xóm mình coi được rồi ha. Con quay lại con thấy cái chữ sau lưng con không? Thử tài siêu nhí. Con, cái áo của con y chang cái chữ đó luôn đó. Bao nhiêu màu có. Xôi cái màu người ta hoài à. Tại em chịu, em nói thiệt lòng là em rất là chịu, mẹ có gu thẩm mỹ lắm. Nói chung lại là cái gu thẩm mỹ con rất là hợp với cô Việt Hương. Con nhìn trên đầu con đây có hoa, đây cũng có bướm. Rồi, cảm ơn hai con gái tôi đến với chương trình nha. Rồi, con gái. Rất là đáng yêu. Thí sinh tiếp theo sẽ lại. Mời quý vị cùng theo dõi nha. Con chào ban giám khảo và tất cả quý vị khán giả. Con chào cô chú huấn luyện viên. Con tên là Nguyễn Hoàng Hải, năm nay con 6 tuổi. Sau đây con xin trình diễn bài Tiểu đoàn 307. Trời ơi, hát nữa. Trong lẽ bói cú chúc cùng tiêu ra nó mấy cả tiêu đoàn nơi dưới sân và nguyên chiến sĩ tiên sĩ máu rơi cú chúc cùng tiêu ra nó mấy về một lòng tiên sĩ nó sống đang chiến đấu và nơi hiện chi nào với bao tổ chức huy hoàng chân đập một trận hoa và tiêu đầu với chân lá bón lưỡi ngọc cùng cây cao tay sắc là giác rung nỗi khúc đàn người nhau con tài lẽ bách tiêu đoàn lẽ bách lẽ bay cho từ là ai đến đâu rồi đến đâu biết bay từ lẽ bay với giá sắc cả bạn đi lên là soi chứ nào tin tiêu đoàn bằng cung pháo rồi lấy sợ hãi và những tiếng bay chậm lẽ bay từ lẽ bay còn lẽ bay cho từ là ai đến đâu rồi đây biết bay từ lẽ bay với giá sắc cả bạn đi lên là soi chứ nào tin tiêu đoàn bằng cung pháo rồi lấy sợ hãi và những tiếng bay chậm lẽ bay lẽ bay. Trời ơi, chú Nghĩa chưa bao giờ thấy một cái phiên bản nào hát cái bài này mà mạnh lắc dữ vậy. Rồi chưa hết, tiểu đoàn còn chơi son do mi la son. Mà điều độc đáo nhất của con á là con quay ngược chiều luôn đó. Dày phải không? Rồi cái sao anh quay được vậy? Làm sao mà con có thể bẻ ngược dáng của con như vậy được? Hồi nãy lúc ảnh hát á, em có cảm giác giống như là ai quăng ảnh lên đây rồi ảnh hát cho đúng bài, đúng nhịp, đúng hết bài rồi xong anh đi xuống hay sao á. Mà lúc đầu cái động tác mà em thích nhất đó là cái anh nói đó. Ảnh lắc rất là điệu nghệ. Mà nguyên một bài con hát hay lắm. Chú biết cái bài này là tiểu đoàn lễ bảy luôn. Chú nghe được có cái lễ bảy à? Đúng rồi. Lễ bảy, tiểu đoàn lễ bảy, lễ bảy, lễ bảy. Con lễ bảy hết bài luôn á. Cưng lắm, cưng lắm. Ừ. Rồi, mời cô Đăng Trang. Con làm cho tất cả khán phòng rất là thích.
tiết mục rất là đáng yêu. Nhưng mà tội nghiệp con quá đi, bởi vì cái bài này nhanh quá cho nên con không có kịp nuốt nước miếng nữa. Cho nên không có sao hết, một tràng pháo tay cho con về nghỉ ngơi, năm sau đi tiếp. Vậy là cô Đăng Trang coi như là một cái lời nhắn gửi là con về con tập luyện lại đó. Còn cô Hương thấy con hả, không còn biết hát hay hát dở, con đem lên sân khấu bất chấp. Xà ra là con hát không cần biết đây là cuộc thi. Làm bún xả. Và con ngây thơ đến mức độ mà 6 tuổi đầu lên đây làm động tác kịch kịch, hát ngon lành, không có một chút xíu nào áp lực thi cử hết trơn. Đúng. Với cô Hương là con được phiếu vô tiếp. Cô nói thật với con ơi, không những con cuốn hút luôn cả ban giám khảo mà luôn cả huấn luyện viên, mà luôn cả cái thính phòng này, ai cũng đều cuốn hút vào cái bài ca của con mà đều nghe 307 thôi. Thấy con nuốt nước miếng mà con thở thấy thương, thấy rứt ruột gì đâu á. Những gì thôi, con mới có 6 tuổi à. Không, cô thật sự thì mà cô, khi mà tuổi hát cái bài 307 này á là phải canh cái tempo dữ dội lắm, nội mà cái thuộc lời để mà hát theo mà đúng nhịp như là như bé thôi là đã tài rồi. Bây giờ vậy nè, con ngồi với chú Đại đi. Nếu mà chú Đại hát mà chú Đại không thuộc bài là chú Đại nuốt cái lưỡi luôn à. Cũng thua luôn đó. Cho nên là tuy rằng cái bài nhạc rất là nhanh nhưng mà con không có rớt nhịp, cho nên cô đồng ý một vé để cho con bước vào. Đồng ý rồi. Đây còn đây, quyết định là đây. 3 phiếu mới được đó. 3 phiếu mới được, mới 2 phiếu chưa đâu. Còn chú Quang Lê nữa, thầy hiệu trưởng. Chú thương con là con vừa làm động tác mà động tác nó điên đảo kinh điển luôn á. Con làm hết cái này, con làm cái kia. Nói về cái động tác đó chú phải khen là con giỏi hơn chú luôn á. Cho nên con sẽ nhận được một phiếu từ chú Quang Lê. Ba cô chú trên kia đã đồng ý chọn con rồi. Bây giờ con muốn về đội ai? Chú Quốc Đại. Chú Quốc Đại chạy về với chú Quốc Đại nè. Dạ, con xin chào ban giám khảo. Con tên là Phan Gia Hân. Năm nay con 7 tuổi. Hai người đứng kế bên con, đó chính là trợ diễn của con. Đây chính là chị hai của con. Chị hai của con tên là Đặng Bùi Ngọc Bội. Còn đây chính là bạn diễn của con. Bạn này thì tên là Hoài Minh. Bây giờ con xin bắt đầu tiết mục của mình. Mời mọi người cùng đón xem. Bánh bò bánh tiêu, em gánh ga cho kịp chợ chiều. Sao ngàn hai cái, mời cô bác ghé mua giùm con. Bánh này ngon lắm, em lấy ở chợ ông Lánh. Cô bác thương tình, mua bánh về cho con cháu mình ăn. Chị cái bánh bò đi. Dạ dạ. Chị ở bên đây nè, đưa đâu bên đó vậy? Bộ bị đuôi hả? Dạ, em bị bẩm sinh từ hồi nhỏ. Mẹ em sinh em ra là em không có thấy đường. Cho chị xin lỗi nha. Ủa sao toàn là bánh mì không vậy? Em hát em rau là bánh bò bánh tiêu mà. Dạ thì chỉ có bài hát về bánh bò bánh tiêu chứ không có bài nhà bánh mì hết trơn á. Em thích thì em hát thôi. Mà lỡ rồi nhiều cái vậy em. Dạ 3.000 một ổ. Ba chị nữa ổ đi. Ủa sao kỳ vậy chị? Chị còn có 1.500 à. Em đưa chị Nguyên ổ nè. Em tặng chị nữa ổ luôn đó. Chị ăn cho no nha. Chị còn đủ 3.000 nè. Nãy giờ chị giỡn với em thôi. Dạ. Dạ em cảm ơn chị. Thôi chị đi nha. Chúc em bán hết. Dạ bye bye chị. Chị đó tốt thiệt á. Một ổ nè. Hai ổ. Ba ổ. Mình còn có 3 ổ à. Chắc chắn đi thêm một vòng nữa sẽ hết ngay thôi. Ai mua bánh mì đây? Dạ anh.
Anh Tý phải không? Ờ anh nè, qua đây anh nói nghe cái này nè. Wow, bữa nay có đôi giày đẹp quá ta. Bữa đẹp lắm hả anh Tý? Ồ, đẹp lắm luôn á. Em mới được người ta cho đó. Ủa mà nè, sao em không buộc dây giày lại? Để vậy là em nhấp té nguy hiểm lắm á, em có biết không? Thôi để anh buộc lại cho em nha. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi, xong rồi đó. Thôi anh đi nha. Hôm nay á, mình toàn gặp là người tốt không à. Đúng là hoàng tử trong lòng em. Ây da. À. Ủa, có đau không dạ? Anh chưa kỳ quá à. Đã biết người ta vậy rồi còn chọc ta nữa. Thôi anh xin lỗi. Để anh buộc dây lại đàng hoàng cho em nha. Dạ. Ủa, bộ em còn 3 ổ bánh mì hả? Dạ. Hồi sáng mẹ anh mới cho anh 10.000 nè. Anh bao em 1.000 luôn, em bán hết cho anh đi. Dạ. Dạ của anh nè. Thôi mình đứng dậy mình đi về em ơi. Dạ. Ủa Gia Hân. Dạ. Nhà em bên đường này mà sao em đi hướng đó? Dạ, em đi mua thuốc cho mẹ em. Qua đây anh hỏi cái này nè. Ngồi xuống đi em. Anh hỏi thiệt cái này nè. Mẹ em bị bệnh gì à? Dạ, mẹ em... mẹ em bị ung thư. Mỗi ngày mà em đi học với lại đi bán gì nè, em chỉ muốn ở nhà với mẹ em thôi. Nhà em tuy nghèo nhưng mà em chỉ cần có mẹ là đủ. Từ ngày á mà mẹ em sinh em ra là em không có ba. Em không có ba giống như anh đâu. Em sợ. Em sợ một ngày nào đó mẹ em sẽ bỏ em đi, rồi em biết sống với ai. Em sợ lắm anh Tý ơi. Thôi em đừng có khóc nữa, để anh lau nước mắt cho em nha. Thôi em không khóc nữa đâu. Ủa mà anh Tý ơi. Hả? Hồi nãy á anh lau nước mắt kem mà cái khăn gì mà em thấy cái mùi nó kỳ kỳ á nha. Anh xin lỗi em nha, cái đó là đôi vớ hồi nãy anh mới đi đá banh về, anh quên anh bỏ vô túi anh lau nước mắt cho em luôn rồi. Hả? Anh lấy đôi vớ anh lau nước mắt cho em hả? Em đừng có giận anh nha. Ghê quá à. Mà nè, mẹ anh mới mua cho anh chiếc xe đạp mới á, kể từ ngày mai anh sẽ chở em đi học, em chịu không? Thiệt hả anh Tý? Em chưa bao giờ được đi xe đạp hết. Em cảm ơn anh Tý. À. Một tiết mục dễ thương mà rất nhiều cảm xúc. Cảm ơn hai con. Hai con đã phụ diễn cho bạn ha. Rồi, mời các con có thể vào trong. Mấy cô chú thấy tiết mục này sao cô Việt Hương à? Con có năng khiếu, con có giọng nói, nhưng mà con đang rất là bản năng. Có nghĩa là mình có sao mình làm vậy, con chưa biết con phải làm gì. Bây giờ cô sẽ ủng hộ tinh thần để con bước vô. Tại rất ít có diễn viên đi thi kịch. Một vé cho con. Con cũng rất là thông minh, con cũng hiểu biết được cái vai diễn của con để con đi tới cuối. Con không có xả vai giữa chừng, cái đó là cái cô thích. Thì cô cũng đồng ý cho con một cơ hội để bước vào trong, để con được học hỏi nhiều hơn trong cái chương trình thử tài xử nhí này. Con cũng có những cái hài nhỏ, dù là ấy nhưng mà con rất là tự nhiên trong cái diễn xuất của con. Thì cô hy vọng rằng là con sẽ bước vào trong nữa, là con sẽ được huấn luyện viên dạy cho con thêm nữa để con tiếp tục thử tài xử nhí. Cô sẽ cho con một vé bước vào. Vậy là đã có 3 sự đồng ý từ ban giám khảo, chúc mừng con. Rồi, bây giờ thì con sẽ về với lớp của chú Quốc Đại nha. Dạ. Rồi, chúc mừng con. Chú Quốc Đại tuy là ca sĩ nhưng mà chú Quốc Đại cũng từng tham gia rất nhiều những chương trình đòi hỏi về diễn xuất. Còn nếu như chú Quốc Đại cảm thấy chỗ nào mà muốn cần góp ý thêm á, thì cứ gặp cô Việt Hương, gặp cô Thanh Hằng hoặc là gặp chú Đại Nghĩa cũng được, để sẵn sàng hỗ trợ cho con nha. Dạ con cảm ơn chú. Xin mời quý vị, chúng ta gặp gỡ thí sinh tiếp theo. Con xin
chào ban giám khảo, con tên là Huỳnh Đa Linh. Năm nay con 7 tuổi. Con xin hát một bài ca khúc được mang tên Hạt Lọ Làng Ta. Hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông Kinh Thầy, có hương sen thơm trong hồ nước đầy, có lời mẹ hát ngọt bùi hôm nay. Hạt gạo làng ta có bao tháng bảy, có mưa tháng ba, giờ cô hỏi xa những chưa tháng sau, nước như ai nổi trên cả ca cờ, cô ngồi lên bờ. Bát cơm mùa gặt thơm hào sạo thông. Hạt gạo làng ta có công cát bàn, sớm nào chống hạn phục mẹ miền gầu, chiều nào bắt sâu lúa cao sát mặt, chiều nào gánh vân quan chèn quẹt đất. Hạt gạo làng ta gửi xa tiền tuyến, gửi về phương xa, em vui em hát hạt gạo làng ta, em vui em hát hạt vàng làng ta. Hạt gạo làng ta gửi xa tiền tuyến, gửi về phương xa, em vui em hát hạt gạo làng ta, em vui em hát hạt vàng làng ta, hạt vàng làng ta, hạt vàng làng ta, hạt vàng làng ta. Một cô bé nhỏ xíu rất là dễ thương. Mấy cô chú nhận xét thế nào đây? Mời cô Việt Hương. Con dễ thương lắm, nhưng mà chắc là mình phải học lại quá à. Bị gì lên nốt cao thì được, mà lên nốt thấp thì không thấy chữ tí lời luôn. Mức quan trọng nữa là vậy nè, khi mà mình tập một cái bài hát thì tụi con sẽ tập trung vô cái phần hát của mình, thấy không? Sao cho mà cho hay để mình đi thi. Mình quên cái diễn đi, con thì lo diễn cái quên cái hát ha, cho nên mình chưa có phối hợp được nhịp nhàng của cái người ca sĩ vừa hát nè, vừa biểu diễn nè, rồi còn phải vừa cho cái bài hát của mình nó tình cảm nữa. Cho nên hôm nay đối với cô Việt Hương là con chưa có đạt. Phần trình diễn khi mà con lên con đứng con hát rất là hồn nhiên, ngây thơ, thì ở một cái mức độ là dễ thương. Còn để mà đi vào trong mà chiến đấu thì chú thấy chưa được lắm. Cho nên tạm thời trong lúc này thì chú chưa đồng ý. Vậy là đã có hai cô chú không đồng ý chọn mình rồi, tiếc quá. Thôi không sao hết, về nhà nè mình ráng ăn cho nhiều vô nghe, để mình lớn thiệt lớn, giọng mình khỏe thiệt khỏe, năm sau mình quay lại mình thi tiếp ha. Rồi cảm ơn con gái. Con chào ban giám khảo và các vị khán giả ở đây. Con tên là Bùi Thị Thùy Linh, con đến từ Gia Lai. Năm nay con gần 8 tuổi. Và bây giờ cháu xin gửi đến mọi người ở đây một ca khúc mang tên Tàu Anh Qua Núi. Ôi. Việt Nam theo bánh con tàu quay, qua đèo Hải Vân mây bay đi. Nhớ khi xưa qua đèo qua suối mà lòng ta mơ, tàu qua núi cao. Ngày hôm nay thanh thang con đường lớn, tàu anh đi trong yêu thương chào đón, tha thiết bao niềm vui theo bánh con tàu đi. Yeah.
Trời ơi, khủng khiếp chưa? Rồi con gái ơi, nhìn con, chú nghĩ tới một cái sự mà một cái sự đối lập, một cái sự mâu thuẫn khủng khiếp mà bà cái chút ép này, bà như con kiến mà bà cất giọng lên, giọng của một con voi chúa. Khủng khiếp. Mời cô Diệc Hương nói trước. Giọng hát cao mà rõ ràng mà con ơi, làm như có nhiêu đẩy giọng hát hết trơn á, không có nuôi con người được nhiêu, có chút kéo à, cưng quá trời. Chú Quang Lê nói rồi, cửa nào chú cũng phải cho vô hết trơn á. Trời ơi, chú nghe con hát cái bài chú hết hồn. Con có nhiêu đó tuổi, con có nhiêu đó thước mà con làm được, chú vui lắm. Con giỏi. Dạ. Nhưng mà giờ phiếu được hay không nè cô, sao cô? Bài này có những cái đoạn nhạc á, hòa thanh của nó rất là khó, nhưng mà con vẫn hát rất là tự tin. Nhưng mà con có vấn đề về cái nốt thấp con chưa biết xử lý, cũng như là ngân. Thì cô rất là tin tưởng cái dàn giáo viên này, bởi vì chú Quốc Đại là những cái người đã từng đoạt những cái giải thưởng ngày xưa, thời sinh viên, rồi tiếng hát truyền hình vân vân. Hát rất là tốt cho nhạc này. Bây giờ tôi mới biết là chương trình mời Chí Thiện tới đây chỉ để làm cho đẹp thôi. Khoan khoan, từ từ, chưa nói xong. Chú Chí Thiện là một người rất là đa dạng. Chú có thể cập nhật rất là nhiều thể loại và chú có thể chỉnh sửa cho tụi con. Hơn nữa, cô nghĩ là đây không phải là một trong những dòng nhạc mà con sẽ thể hiện xuyên suốt trong cuộc thi này đâu. Đây là thử tài siêu nhí, con sẽ hát rất là nhiều thể loại khác nhau. Cho nên con về với chú Quốc Đại hay chú Chí Thiện, con cũng sẽ được tỏa sáng. Đúng, cô nghĩ như vậy. Thôi bây giờ dày ít ra và ban giám hiệu cho mọi người biết đi, có chọn bé về trường hay không có đã. Cô Đoan Trang. Cô đồng ý. Cô đồng ý. Cô đồng ý. Cô đồng ý. Chú Văn Lê. Chú sẽ chọn con. Chú Văn Lê, cô đồng ý. Cô Hằng. Cô đồng ý. 4 số đồng ý. Và bây giờ con sẽ về với lớp nào đây mấy thầy cô? Chị Việt Hương ơi, chị Đoan Trang ơi, anh Quang Lê. Hồi nãy là vừa là mà bé mà vừa bước ra là mình thấy mình có hy vọng rồi đó. Thiện ơi, Thiện đừng có mà lo. Cái bé giới thiệu một cái bé nói dạ con gần 8 tuổi mà. quá tuổi về lớp. Thế là anh Đại nhận em rồi. Tức là quá tuổi về lớp của Đại rồi phải không? Nhưng mà bây giờ mình đổi qua đi, mình đổi qua mình tính thước tất. Nhập học á, người ta tính về học bạ là cái năm sinh, trong tính về chiều cao. Rồi, chúc mừng con đã được về với ngôi trường thử tài siêu nhí. Và giáo viên chủ nhiệm lớp thanh nhạc của con là chú Chí Thiện. Danh dự gì nữa? Đặc biệt với sự góp mặt của cặp song ca Hoàng Quân Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí mùa 1, Đức Vịnh và Quỳnh Anh. Hãy
cảm. Đôi lần nhạt màu hoa thắm, lòng bâng khuâng biết mình đã về kỷ niệm lúc còn học sinh, tà áo trinh nguyên tô thắm sân trường, đời học sinh vẫn nét đoan chính, tươi đẹp như màu hoa xinh, có đôi khi thấy buồn một hồn không phiền không sầu vì ai, màu mắt hăng ngay tóc xóa buông dài, lời yêu đương vẫn xót bên tai, nhưng lòng chưa hề yêu ai, bến xuân xinh ước hẹn ngày tên vui say sưa mái trường thân mến và bao niềm tâm tư khó quên. Bây giờ kỷ niệm trốn vào thời gian, ngày tháng trôi qua hoa nở phai tàn, tìm tương lai giữa chốn xa hoa, bạc cuộc đời phong ba, nhớ thương về kỷ niệm ngày qua, tìm tương lai giữa chốn xa hoa, phiêu bạc cuộc đời phong ba, nhớ thương về kỷ niệm ngày qua. Con xin chào ban giám khảo và tất cả quý vị khán giả ở đây. Con tên là Hoàng Thị Hồng Yến. Năm nay con 12 tuổi, con đến từ thành phố Long Xuyên, An Giang. Hôm nay con xin trình bày hai câu vọng cổ 5-6. Thì ra trong giấc ngủ cháu nằm mơ thấy ba, với đôi mắt sáng như sao bác xoa đầu cháu. Hôm nay bác đã
Chúc mừng con, rất là dễ thương. Hồi ơi, con học hát cải lương lâu chưa? Dạ, con biết hát từ hồi lúc 4 tuổi. Đến nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, 12 tuổi. Vậy là 8 năm rồi đó. Ai dạy con hát? Dạ, ba con. Ồ, ba con có đến đây cổ vũ cho con không? Ba con mất rồi. Ừ, lâu chưa con? Ba con mất từ hồi con học năm lớp 3 rồi. Ừ. À, vậy là những năm vừa qua là con sống cùng với mẹ hả? Ừ. Mẹ con làm nghề gì nè? Mẹ con mua dây chai. Mẹ có ở đây không con? Dạ, mẹ con ngồi ở trên. À, vậy là bao nhiêu năm qua là không có ba, một mình mẹ phải tảo tần nuôi con đúng không? À, các cô chú nhận xét về phần trình diễn của con như thế nào? Mời cô Thanh Hằng ạ. Cái giọng ca của con á rất là lạ, sáng, con có đặc biệt riêng của con. Cho nên là cô nghĩ rằng con bước vào trong nữa thì sự huấn luyện của cô Bình Tinh sẽ tập cho con thêm về cách diễn và cái cách xử lý. Cô rất là khuyến khích con và cô sẽ cho con một vé để bước vào. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Cảm ơn cô. Mời chú Quang Lê ạ. Con ca trừ bằng cái tâm. Chú mê nhất là khi mà con xuống cái câu năm ai á, nó ngọt làm sao mà không cưỡng nổi luôn. Nghe cái câu đó xong cộng thêm cái hoàn cảnh mà con kể ra đó, chú lại càng thương hơn con nữa. Chú cho con 2 phiếu luôn. Cảm ơn chú Quang Lê. Mình có 2 phiếu rồi, từ cô Thanh Hằng và chú Quang Lê nè. Cô Đăng Trang có dành cho con thêm 1 phiếu nữa không? Cái làn hơi của con rất là đầy, cho nên con hát, con nhả chữ rồi xong rồi con xử lý cái bài này nó rất là đẹp. Cô chúc mừng con được lọt vào vòng sau. Cảm ơn cô Đăng Trang. Nghe con hát á, rồi nghe con nói á, giữa cô Tinh với con có nhiều cái giống nhau lắm. Cái thứ nhất là cô Tinh với con cùng bắt đầu đi hát lúc 4 tuổi. Cái thứ hai là cô Tinh và con cùng có một nỗi đau là mất cha. Cho nên là cô Tinh mong là cô cháu mình sẽ cùng cố gắng. Cô Tinh sẽ cố gắng để cho con sẽ thể hiện được tất cả những cái tài năng của con. Trước là báo hiếu cho mẹ và sau là cho vong linh của ba con được hãnh diện về con. Con kính chào ban giám khảo và quý vị khán giả. Con tên là Nguyễn Võ Ngọc Đào, năm nay con 8 tuổi. Sở thích của con là ca hát và nhảy múa. Dạ, và con xin hát bài Tiếng Đàn Ta Lư. Trời ơi, kiếm bài nhắc rồi ha, Tiếng Đàn Ta Lư rồi vậy nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con ơi là con, sao mà có thể nó khác biệt đến như vậy chứ. Lúc mà con nói đó thì chú Nghĩa có cảm giác cái giọng con giống cô Việt Hương là sát đất vậy nè. Mà khi con hát một cái chú Nghĩa mới ngồi ngóc là ê con xuống con. Trời ơi cái giọng đó mà cao chót vót chẳng biết nè. Chị giàu ơi chị giàu, em xin lỗi chị. Em xin lỗi chị, em khi dễ chị. Hồi nãy chị giới thiệu bài này một cái là em lo liền. Bị cái giọng chị là giọng dầm khàn giống em đó. Cái nói ta lanh quá ha, đàn ta rưng đồ gì. Lát nó không được biết tôi. Trời vừa cất giọng hát lên kêu chị liền chứ bộ. Chị giàu á chị giàu. Chị có cái hơi nói bình thường á là cái hơi của em. Mà khi chị cất lên là hơi của bà Ngọc giàu má em. Trời cái hơi khủng khiếp. Trời ơi nể phục. Không còn nói gì được nữa. Còn nói gì nữa em xin lỗi chị không? Dạ mời chị vô vòng trong chị. Chú không nói mà chú sẽ làm một cái logo của Thanh Hằng mùa 1. Cái vụ gì? Mãi lưu truyền cho thế hệ mai sau. Vậy đó. Bây giờ cái vấn đề ở chỗ là cô không biết con nên về chú Chí Thiện hay là chú Quốc Đại. Con quá tuổi đi vô lớp chú Quốc Đại rồi cô Trang ơi. Theo chú á thì để tốt nhất cho con thì con về đội chú Chí Thiện. Tưởng anh dành cho em nữa chứ. Chứ là chú Đại cũng rất là muốn dành con về nhưng mà... Con quá tuổi đi vào lớp của chú rồi chú ơi. Chú đó. Tiếc lắm luôn. Chú Chí Thiện thấy sao? Giọng ca của bé thì đầy nội lực và cái với cái giọng này thì hát được rất nhiều thể loại. Hát được nhạc nhẹ, hát được nhạc đen. Chạy về với chú Chí Thiện. Một tài năng của tôi. Ôi con gái tên gì bao nhiêu tuổi mà nhìn con có chút xíu như cục kẹo vậy? Con 4 tuổi. Con 4 tuổi là con đi học lớp mẫu giáo hả? Dạ. Ồ, rồi trong lớp con có hay hát cho bạn bè nghe không? Mà con có rung không? Dạ. Rồi hôm nay con tới đây con hát bài gì đây? Bài Em Đi Qua Cầu Cây. Em đi qua cầu cây. Có chiếc cầu cây bắc ngang qua suối. Cho nên mặc cái bộ đồ này hát đúng không? Con thích hát dòng nhạc gì? Nhạc bolero. Ồ bolero, mới có 4 tuổi thôi khoái bolero rồi. Rồi chúc con thành công may mắn nha. Hát cho thiệt là hay. Mời con. Con xin chào ban giám khảo và các vị khán giả. Con tên là Quỳnh Mẫn Nhi. Năm nay con 4 tuổi. Con đến từ Đức Huệ Long An. Con xin hát bài Em Đi Qua Cầu Cây. Tiêu nữa của chương trình. Gái lên đây coi. Trời ơi, cho hỏi thăm xí nè. Ai quánh son cho con vậy? Mấy cô. Con thích không? Dạ thích.
Trời ơi, thanh niên xung phong mà quánh cái son đỏ chót ha. Nhưng mà rất là đáng yêu. Cưng quá trời. Mấy luôn cô à. Chú thấy sao cô Thanh Hằng? Trời ơi, cô xin mời chú Quốc Đại rước em về với quê hương. Chú Quang Lê. Bước ra là cái là ghiền luôn rồi. Chú rất là thích con đấy. Hồi nãy giờ là chú ngồi chú say mê đó. Chú thích cái bộ trang phục của con. Cô du kích nhỏ dễ thương quá, chú yêu con à, chú Lê yêu con. Vậy là chắc chắn là chú Lê sẽ chọn con. Cô Hương sao nè cô Hương? Nói gì nữa, vừa bước ra có chiếc cầu cây cao mà trên quảng 8 mà trên ốc o luôn, không còn cái dây nào nữa trơn. Còn nói gì nữa Quốc Đại? Rước về Vinh Liền Quốc Đại ơi. Chúc mừng con về với lớp của thầy giáo Quốc Đại nha. Đây, lớp tài năng nhí và tài năng đặc biệt. Con chào ban giám khảo và ban khán giả. Con tên Châu Kim Vàng, hôm nay con 11 tuổi. Con xin trình bày hai câu giọng cổ năm sáu giọng rau của mẹ. Mẹ ơi, đêm nay con ngồi làm dân ta về người mẹ. Mà nước mắt con trải dài trên má nghi nghĩ về giọng rau và mỗi bước chân quen của mẹ. Chúc mừng con gái đã hoàn thành phần thi của mình. Dạ, cô Thanh Hằng thấy làm sao ạ? Trước tiên là cô khen con là con có một cái giọng ca riêng biệt của con. Cái giọng, cái âm, cái voi của con á, cái âm quản của con nó có một cái riêng, không có giống, không, con không giống ai hết. Thứ hai nữa, con ca con rất là khôn khéo. Khi mà con xuống giọng cổ chút xíu nữa thôi con bị đuối hơi. Mặc dù con xuống rất là gấp, nhưng mà trong cái gấp đó không bị gãy. Điều đó là ok. Thì đây là cái lợi thế cho cái huấn luyện viên của con là cô Bình Tinh. Đó, là tại vì con biết diễn, con biết đi tới đi lui và con diễn tả trong cái ánh mắt, nụ cười và bàn tay của con. Cái đó là cái lợi thế cho người huấn luyện viên để không con không bị thiếu. Cô thấy con gái như thế nào đây, cô Bình Tinh? Dạ, thật sự là con ca mà còn có 4 nhịp chót, 8 nhịp chót mà cô rất là hồi hộp luôn, cô ngồi mà cô rung lắm. Nhưng mà vuông tròn rồi, bây giờ còn 3 vị giám khảo nữa, cô cũng đang chờ đợi tin mừng rồi, xong rồi cô có thể có con được trong vòng tay của cô. Tiết mục của con đúng là quá an toàn. Dạ. Nhưng mà nó đẹp, nó mềm mại, nó ngọt ngào.
Cho nên cô cũng mong là nếu như con có một cái cơ hội thì với cái khuôn khổ của cái vòng này á, thì cô cũng mong là các thầy cô, tất cả mọi người ủng hộ cho con để con được vào vòng trong, để con có cơ hội được rèn giũa và sẽ tiến triển hơn nhiều. Vậy là cô Trang sẽ dành một phiếu cho con. Yes. Cảm ơn cô Đoàn Trang. Cô Diệu Hương sao ạ? Cho vô. Cho vô luôn. Cảm ơn cô Việt Hương. Cô Bình Tinh ơi, đó học trò mới nè. Dạ rồi, cảm ơn nhà trường, cảm ơn con.